Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 13. Với tài lực hiện nay của anh, dư sức mua được mảnh đất này. Nhưng quyền khai thác Hồ Linh Sơn nằm trong tay nhà họ Phùng. Tập đoàn Kinh Lý triển khai hợp tác rất nhiều dự án với nhà họ Phùng, tiếc là không liên quan đến dự án khai thác Hồ Linh Sơn. Nếu để Lang Dụ Văn đi làm, với năng lực của anh ta, có lẽ không khó. Nhưng đây là việc riêng, hơn nữa bây giờ Lang Dụ Văn bận đến không dứt ra nổi, Lý Dục Thần quyết định đích thân đến nhà họ Phùng một chuyến. Sau khi gặp được Phùng Thiên Minh, Lý Dục Thần trực tiếp nói ra lý do đến đây. Dự án Hồ Linh Sơn vô cùng quan trọng đối với nhà họ Phùng, Phùng Thiên Minh không quyết định được, cho nên liền dẫn Lý Dục Thần đến gặp Phùng Nguyên Sinh, gia chủ của nhà họ Phùng. Phùng Nguyên Sinh nhiệt tình tiếp đãi Lý Dục Thần. Ăn bữa cơm ở nhà họ Phùng xong, sau đó mời Lý Dục Thần đến thư phòng của ông ta. Hai người trò chuyện thân mật trong thư phòng một hồi, ngay cả Phùng Thiên Minh cũng không tham gia. Phùng Thiên Minh rất khó hiểu, chẳng phải chỉ là cắt mấy chục mẫu đất bên Hồ Linh Sơn cho Lý Dục Thần sao, anh cả Phùng Nguyên Sinh đến mức nói chuyện lâu như vậy không? Cả khu khai thác Hồ Linh Sơn có đến hàng chục km vuông mài. Ông gia rất lo rằng anh cả không đồng ý, hoặc là đưa ra điều kiện hà khắc gì. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Phùng Thiên Minh đã biết, Lý Dục Thần không phải người bình thường. Ban đầu tưởng chỉ là thanh niên trẻ võ công khá được, lại có ông cụ Tiền Khôn làm chỗ dựa, kính anh ba phần, cảm thấy anh đáng tin dùng. Sau này mới phát hiện, sự cường mạnh của Lý Dục Thần vốn không phải nằm ở việc anh quen biết Tiền Khôn. Đặc biệt là chuyện xảy ra ở nhà họ Cha gần đây. Ông ta biết danh tiếng thuật sĩ Nam Dương, đây, cũng là lý do không ai dám chọc vào nhà họ Cha. Lý Dục Thần lại khiến nhà họ Cha ngoan ngoãn nôn ra nhiều tài sản như vậy. Hơn nữa tiện tay tặng cho mình 5 triệu cổ phần của nhà họ Cha ở phim trường. Chính vì quyền kiểm soát phim trường, Phùng Thiên Minh đã tranh đấu rất gay gắt với mấy công ty Internet. Hai bên đã rút kiếm dương cung, suýt nữa thì ra tay. Vừa có được 5 triệu cổ phần, Phùng Thiên Minh cũng được thở nhẹ nhõm, ít nhất tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm ưu thế, không có gì phải sợ. Trong thời gian ngắn họ muốn đánh sập ông ta, trừ phi tìm người giết ông ta. Khi Lý Dục Thần đi ra khỏi thư phòng của Phùng Nguyên Sinh, Phùng Thiên Minh vẫn còn đang lo lắng. Nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ, ông ta mới yên tâm. Cậu Lý, yên tâm đi, chuyện mà cậu nói, tôi nhất định cố hết sức, Phùng Nguyên Sinh cười nói, Thiên Minh, chú tiễn cậu Lý thay tôi. Phùng Thiên Minh rất muốn biết hai người họ đã nói chuyện gì, chắc chắn không chỉ đơn giản mỗi chuyện miếng đất bên hồ. Nhưng họ không nói, ông ta không tiện hỏi. Từ nhà họ Phùng đi ra, Lý Dục Thần hỏi Phùng Thiên Minh, chú Minh, lần trước chẳng phải ông nói, muốn bảo tôi giúp ông tham gia một hội gặp mặt gì đó sao? Phùng Thiên Minh ngẩn người, mới nhớ ra, lúc trước từng nói vậy, muốn nhờ Lý Dục Thần đi tham gia một hội gặp mặt, giúp ông ta kiếm chút tiền về, bù lại tổn thất vụ đấu võ mà anh thất hẹn. Nhưng bây giờ, Lý Dục Thần đã cho ông ta cả 5 triệu cổ phần phim trường, ông ta đâu có mặt mũi bảo Lý Dục Thần tham gia nữa. Hay. Cậu đã bù hết tổn thất của tôi rồi, nếu tính ra, thì bây giờ tôi nợ cậu đấy, Phùng Thiên Minh nói. Việc nào ra việc đó, Lý Dục Thần nói, tôi đã hứa với ông, đương nhiên phải giữ lời. Nói đi, là hội gì? Chỉ là một hội giao dịch chợ đen ba tỉnh, thực ra, là mấy đại lão thế giới ngầm tranh địa bàn, Phùng Thiên Minh nói, địa bàn ở thành phố cô. Thành phố cô? Lý Dục Thần nhớ đến con rể nhà họ Lâm đó, Thẩm Minh Xuân. Chẳng phải là người của nhà họ Thẩm thành phố cô sao? Đúng thế, người tranh giành địa bàn chủ yếu là mấy đại lão của Nam Giang, Giang Đông và Hoàn Nam, nơi giao nhau ba tỉnh thành phố cô, cho nên mỗi năm việc này đều tổ chức ở thành phố Gâu, nhà họ Thẩm thành phố cô chính là người ở giữa của hội lần này, cũng là người chủ trì. Lý Dục Thần hiểu ra, ban đầu Phùng Thiên Minh nhờ anh đi, sợ rằng không chỉ là cược thạch kiếm chút tiền, mà là muốn anh đi làm vệ sĩ. Cuộc hội họp của đại lão ba tỉnh như này, chắc chắn là muốn bàn một số dự án bí mật. Đế quốc thương nghiệp nhà họ Phùng nằm trong tay Phùng Nguyên Sinh, dự án trong tay Phùng Thiên Minh không có nhiều, chủ yếu kiếm tiền bằng cửa ngách. Địa vị giang hồ của ông ta từ đó mà có. Nơi giao nhau giữa thành phố Hòa và hai vùng Giang Đông, Thân Châu, có lẽ ông ta và đại lão bên đó cũng có tranh chấp địa bàn. Chú Minh, định làm thế nào, cần tôi làm gì, Lý Dục Thần hỏi. Cậu định giúp tôi thật hả? Đương nhiên là thật,
Là cậu nói đấy nhé, tôi không ép cậu đâu đấy. Phùng Thiên Minh cười ha ha. Để tôi giới thiệu đôi nét về quy trình cho cậu. Theo như quy tắc trước kia, nơi họp mặt sẽ do nhà họ Thẩm quyết định, trước đó sẽ không có thông báo gì, đến ngày đó nhà họ Thẩm sẽ cử người tới đưa thẳng đến nơi họp mặt. Như vậy có thể cam đoan không ai mai phục trước. Không sợ nhà họ Thẩm thông đồng với một nhà trong đó sao? Thành viên nhà họ Thẩm duy nhất mà Lý Dục Thần từng gặp chính là Thẩm Minh Xuân. Dựa vào thái độ của nhà họ Lâm với Thẩm Minh Xuân thì trông anh không quá tin tưởng nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm sẽ không đạp đổ bảng hiệu nhà mình đâu, Phùng Thiên Minh N, nhà họ Thẩm năm quyền thành phố Không Ô, có thể nói là bề dày lịch sử thâm sâu ngược dòng từ thời kỳ Tam Quốc, bọn họ đã trải qua nhiều lần chìm nổi, tới thời Minh Thanh giàu sang, đến nay đã thịnh vượng không ai địch lại. Châu bò vậy à, Lý Dục Thần khá bất ngờ, bề dày lịch sử của bọn họ còn lâu đời hơn cả nhà họ Tiền và nhà họ Cha luôn. Nhà họ Tiền là hậu duệ của hoàng tộc, năm ấy cả đất Ngô Vi Ê đều thuộc về họ. Sao có thể so sánh được? Còn về phần nhà họ Cha, Phùng Thiên Minh liếc mắt nhìn Lý Dục Thần, thật ra ông ta rất muốn hỏi Lý Dục Thần một câu là anh đã làm gì mới ép lão già cha võ anh kia cam tâm tình nguyện cắt miếng thịt lớn như vậy. Bề dày lịch sử của nhà họ Cha cũng rất thâm sâu, chẳng qua là vài chục năm gần đây bọn họ tập trung chủ yếu ở Nam Dương. Nhà họ Thẩm tương đối kín tiếng nên khá ít người biết đến họ. Hơn nữa nhà họ Thẩm năm bên Hồ Trấn Trạch nên có quan hệ chặt chẽ với Giang Đông hơn các nơi khác ở Nam Giang. Lý Dục Thần gật đầu nói, vậy nhà họ Thẩm có ai lợi hại không? Tất nhiên là có rồi. Gia chủ, Thẩm Bách Vạn, đức cao vọng trọng ở thành phố Cô. Mặt khác, Thẩm Bách Vạn còn có vài người anh em cùng cha khác mẹ là Thẩm Bình Nguyên, một nhà từ thiện cực kỳ nổi tiếng. Những năm đầu, ông ta là một đại ca có tiếng ở trên Giang Hồ, biệt hiệu là Tam Giang Long. Chuyện họp mặt ông chủ của ba tỉnh lần này là do ông ta triệu tập và chủ trì. Phùng Thiên Minh nói xong bỗng sực nhớ một chuyện, à phải rồi, con rể của nhà họ Lâm, Thẩm Minh Xuân, chẳng phải là người nhà họ Thẩm ở thành phố Cô hay sao, chắc cậu biết ông ta nhỉ. Phùng Thiên Minh thấy Lý Dục Thần không đáp mới nhớ Thẩm Minh Xuân đã tuyên bố chối bỏ quan hệ với nhà họ Lâm. Nhưng mà nhà họ Thẩm rất thông minh, cho dù Thẩm Minh Xuân tuyên bố như vậy nhưng nhà họ Thẩm vẫn không hề lên tiếng. Cũng không có tin đồn rút đầu tư trong hạng mục với nhà họ Lâm. Ông ta cười ngượng ngùng rồi tiếp tục huyên thuyên. Mỗi một người tham dự đều chỉ có thể mang theo một bảo vệ hoặc trợ lý. Khi họp mặt, mọi người đều tự đưa ra đơn tố cáo, nhà họ Thẩm sẽ ở giữa hòa giải và là nhân chứng cho kết quả cuộc họp. Khi cuộc họp kết thúc sẽ cùng nhau ký một bản thỏa thuận, nếu có ai đó sau này không chịu nhận việc mình làm thì sẽ trở thành kẻ địch của mọi người. Nhà họ Thẩm có thể kêu gọi mọi người cùng nhau công kích người nọ, cuối cùng phân chia địa bàn và gia sản của kẻ đó. Tất nhiên, đã nhiều năm qua vẫn chưa từng xuất hiện người có làm không nhận. Lý Dục Thần cười hỏi, nghe có vẻ văn minh, mà hình như không có tôi nhỉ. Phùng Thiên Minh cười to nói, có cái gì văn minh chứ? Nếu muốn văn minh thật thì sẽ không ra vẻ thần bí như vậy đâu. Chẳng phải là so nắm đấm ai mạnh hơn sao? Đương nhiên là chuyện của tôi không lớn. Phùng Thiên Minh nói tiếp, quan trọng là trong lúc đó, tất cả mọi người sẽ lấy ra vài thứ có ích để đổi địa bàn hay lợi nhuận gì đó. Lần này nhà họ Thẩm phong phanh rằng có một bảo vật truyền kỳ xuất hiện có giá trị liên thành. Đến lúc đó, cậu giúp tôi đánh giá thử xem, nếu đúng là nó đáng giá thì chúng ta sẽ lấy nó. Lý Dục Thần cảm thấy không thành vấn đề bèn đồng ý. Cách hôm họp mặt còn 2 ngày, Lý Dục Thần tính toán một chút, thấy cũng không có xung đột gì với lịch khác. Trận chiến thương trường giữa nhà họ Lâm với nhà họ Viên vừa mới bắt đầu không lâu, nhờ Lang Dụ Văn ở đây nên không có việc gì. Còn vài ngày nữa là Lâm Mộng Đình và Đinh Hương khai giảng, đợi đến khi bọn họ về thành phố Cô rồi cùng đến tiền đường. Còn về chuyện trên giang hồ, có những người đến đây vì treo thưởng 1 triệu lấy mạng Lý Dục Thần của nhà họ Viên, trong quán giang hồ có 3 người, chỉ cần không phải ở cấp bậc tông sư thì anh đều có thể giải quyết nhẹ nhàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Dục Thần trở về sắp xếp một chuyện rồi đi theo Phùng Thiên Minh tới thành phố Cô. Ngay trước khi khởi hành 1 ngày, Mã Sơn gọi điện báo với anh Thái Vĩ Dân đã xảy ra chuyện. Bây giờ Thái Vĩ Dân là thuộc hạ trung thành của Lý Dục Thần, làm rất nhiều chuyện, nhất là những chuyện trong góc tối không sáng sủa gì Lý Dục. Thần đều giao cho gã ta làm. Mã Sơn nhận được cuộc gọi của Hoàng Tam mới biết Thái Vĩ Dân đã xảy ra chuyện.
Hoàng Tam không nói rõ tình hình cụ thể, chỉ biết rằng tay của Thái Vĩ Dân bị người ta chém. Khi Lý Dục Thần và Mã Sơn chạy tới bệnh viện, Thái Vĩ Dân còn đang nằm trong phòng mổ. Hai tiếng sau, bác sĩ đi ra lắc đầu với bọn họ, người không sao nhưng tay đã mất. Viện trưởng Diêu của Bệnh viện thành phố Hòa nghe tin Lý Dục Thần đến đây bèn vội vàng chạy tới. Tuy rằng, trước kia Lý Dục Thần đã khiến ông ta mất mặt nhưng đến cả Trung Như Sơn và Tôn Lam Thanh đều đã bái anh làm thầy rồi nên cho dù viện trưởng Diêu có khó chịu thì cũng không dám lơ là. Viện trưởng Diêu thông qua bác sĩ mổ chính biết được tình hình bèn bảo, nếu bị vũ khí sắc bén chặt đứng thì dựa vào kỹ thuật hiện tại nối tay không thành vấn đề. Nhưng khổ nỗi hung thủ quá độc ác, cánh tay bị xé ra, hơn nữa còn cố tình vặn vài vòng khiến mạch máu và dây thần kinh không thể nối lại. Mà điểm chí mạng là chỗ vết thương còn dính phân nên đã bị nhiễm trùng. Ánh mắt Lý Dục Thần lóe lên tia lạnh lẽo, nói, đừng nói nữa, không phải lỗi của mọi người, để tôi tự làm. Cái gì? Viện trưởng Diêu chố mắt nhìn Lý Dục Thần, tự làm là có ý gì? Tôi biết trình châm cứu của cậu rất trâu bò nhưng cậu có thể dùng châm cứu để nối tay à? Lý Dục Thần không đếm xỉa tới ông ta, chỉ nói với Mã Sơn, Cao Đoạn Tục lần trước em chế vẫn còn dư một ít ở Ngô Đồng Cư, anh về lấy đi, Lâm Vân biết nó đặt ở đâu. Nói xong anh vọt vào phòng cấp cứu. Bác sĩ và hộ sĩ khoa cấp cứu định lên ngăn cản thì viện trưởng Diêu khoát tay. Ông ta muốn xem thử một bác sĩ trung y dân gian làm sao dựa vào y học cổ truyền nối lại cánh tay đã đứt. Thấy viện trưởng Diêu vào theo, bác sĩ mổ chính và các nhân viên y tế khác cũng đi vào. Trên mặt bọn họ tỏ rõ sự bất mãn và không tin nhưng lòng vẫn đầy sự nghi vấn, đây rốt cuộc là ai chứ? Sao viện trưởng lại làm trái quy định cho vào phòng giải phẫu? Thái Vĩ Dân nằm trên bàn giải phẫu, nhờ thuốc gây mê nên còn đang trong tình trạng hôn mê. Cánh tay gã ta bị chặt đứt từ dưới vai, trên người đầy máu. Còn mặt gã ta lại trắng bệch không chút huyết sắc. Trên bàn dụng cụ còn có đặt một cánh tay cụt. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua miệng vết thương trên cánh tay, không khỏi nhíu mày. Đánh giá tình trạng xương và các bắp cơ trên miệng vết thương thì có thể đoán cánh tay đã bị người ta vặn gãy. Có thể tưởng tượng được sự đau đớn và tàn nhẫn trong quá trình ấy kinh khủng tới nhường nào. Thuốc gây mê còn bao lâu nữa hết hiệu lực, Lý Dục Thần hỏi. Viện trưởng Diêu nhìn vào bác sĩ gây mê. Bác sĩ gây mê nói, chắc là khoảng một tiếng nữa, bệnh nhân có thể tỉnh nhưng tứ chỉ còn chưa cử động được. Lý Dục Thần gật đầu không nói gì. Anh cầm một viên đan hồi nguyên luôn mang theo bên mình nhét vào miệng Thái Vĩ Dân, nhẹ nhàng sờ cằm rồi tung một chưởng vào huyệt thiên trung của gã ta. Chân khí cuồn cuộn trào ra từ lòng bàn tay anh tiến vào cơ thể gã ta. Sắc mặt Thái Vĩ Dân dần trở nên hồng hào. Cảnh tượng ấy khiến đám bác sĩ bên cạnh sững sờ. Thái Vĩ Dân bị chặt tay nên mất máu quá nhiều, tuy rằng vừa rồi đã truyền máu nhưng tình hình vẫn rất tệ. Sao giờ mặt mày hồng hào thế, máu từ đâu ra? Mà cảnh khiến bọn họ càng khó tin hơn đã xảy ra, Thái Vĩ Dân mở to mắt bừng tỉnh. Bác sĩ mổ chính nhỏ giọng hỏi bác sĩ gây mê, vừa rồi anh dùng bao nhiêu thuốc gây mê? Có thiếu liều không? Bác sĩ gây mê lắc đầu nói, không thể nào, tôi làm việc suốt 10 năm mà đã sai lầm lần nào đâu. Thái Vĩ Dân từ từ tỉnh lại từ trong cơn mê, gã ta thấy rõ mặt mũi của Lý Dục Thần, trong ánh mắt sợ hãi nghi ngờ dần có chút bình yên. Ai làm thế, Lý Dục Thần hỏi. Thái Vĩ Dân mấp máy đôi môi khô quắt, khàn giọng thốt lên ba chữ Chu Lợi Quân. Là gã tai trong mắt Lý Dục Thần lộ ra chút sát khí. Chu Lợi Quân chơi bẩn ở trường đấu chó, bị Thái Vĩ Dân chặt một cái tay. Bây giờ gã ta đang muốn trả thù đây mà. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến Lý Dục Thần, Chu Lợi Quân muốn trả thù, chỉ sợ sẽ không chỉ tìm mỗi mình Thái Vĩ Dân. Từ khi thông báo treo thưởng giang hồ để trả thù ở nhà họ Viên, chắc chắn gã ta đã có chuẩn bị từ trước rồi. Anh lập tức gọi điện cho Đinh Hương, biết được cô ấy đang ở quán giang hồ mới yên lòng. Anh bảo chị Mai tạm dừng kinh doanh, sau đó dẫn Đinh Hương đến Ngô Đồng Cư. Sau đó lại gọi cho Lâm Vân, bảo cậu ta đến nhà họ Lâm đón Lâm Mộng Đình đến Ngô Đồng Cư. Chu Lợi Quân muốn trả thù Lý Dục Thần, rất có thể sẽ ra tay với người bên cạnh anh. Ngô Đồng Cư có trận pháp do anh bố trí, lại cộng thêm Bạch Kinh Kinh, người bình thường không xông vào được. Hơn nữa còn có ba người chị Mai qua đó sẽ càng thêm an toàn. Lý Dục Thần vừa mới sắp xếp xong, Mã Sơn đã cầm Cao Đoạn Tục trở về.
Lý Dục Thần dùng chân khí đả thông cánh tay cụt bị tắc nghén huyết mạch, sau đó bôi cao đoạn tục lên phần bị gãy, nối phần tay cụt vào cánh tay Thái Vĩ Dân lần nữa. Mặc dù đám người trong phòng giải phẫu không tin, nhưng vẫn nín thở tập trung nhìn, ai cũng không dám thở mạnh. Lý Dục Thần đỡ lấy cánh tay của Thái Vĩ Dân, không ngừng vuốt ve xoa nắn làn da chỗ vừa nối lại. Trong lúc đó thỉnh thoảng anh lại điểm lên mấy huyệt vị trên người Thái Vĩ Dân. Cứ như vậy kéo dài khoảng nửa giờ, Lý Dục Thần mới buông tay Thái Vĩ Dân ra. Mọi người thấy cánh tay Thái Vĩ Dân đã hoàn toàn được nối liền, thậm chí không nhìn thấy một vết sẹo nào cả. Toàn bộ phòng giải phẫu lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Chuyện này không chỉ lật đổ kiến thức y học mà thậm chí còn lật đổ thế giới quan của bọn họ. Được rồi, thử cử động xem, Lý Dục Thần nói. Thái Vĩ Dân ngồi dậy khỏi bàn giải phẫu, không thể tin nhìn cánh tay phải của mình đã phục hồi như ban đầu. Gã ta nhẹ nhàng cử động bả vai, sau đó nâng cánh tay lên. Gã ta nhìn bàn tay của mình, năm ngón tay linh hoạt nằm mở theo đại não điều khiển, Thái Vĩ Dân cảm thấy giống như đang nằm mơ. Gã ta đã từng cho rằng mình đã mất đi cánh tay này vĩnh viễn. Vừa mới nối liền, mấy ngày nay phải cẩn thận một chút, không thể hoạt động kịch liệt, Lý Dục Thần dặn dò. Thái Vĩ Dân khẽ gật đầu, đi xuống khỏi bàn giải phẫu, cúi người thật sâu nói, cậu Lý, tôi không biết nên cảm ơn cậu như thế nào, từ nay về sau, cái mạng của tôi chính là của cậu. Lý Dục Thần đỡ gã ta dậy, nói, chúng ta đã sớm là người một nhà, không phải sao? Thái Vĩ Dân vô cùng cảm động, đây là lần đầu tiên Lý Dục Thần tự mình mở miệng thừa nhận gã ta là người một nhà. Lý Dục Thần võ võ bờ vai gã ta, được rồi, trở về đi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho anh. Chu Lợi Quân chết chắc rồi. Bọn họ đang chuẩn bị đi, chợt nghe thấy một tiếng hét lớn, chờ một chút. Hóa ra là Viện trưởng Diêu. Viện trưởng Diêu đi lên trước, nói với Lý Dục Thần, tôi phục. Lần này tôi thật sự khâm phục, cậu Lý, cậu là thần y, không, là thần tiên. Lý Dục Thần rất muốn cười, lắc đầu nói, Viện trưởng Diêu, ông còn nợ tôi một lá cờ thưởng đấy. Viện trưởng Diêu đỏ mặt lên, chuyện này, chỉ là trò đùa thôi. Trước kia tôi có mắt không biết Thái Sơn, cậu Lý đừng trách. Lý Dục Thần nói, tôi cũng chỉ đùa một chút thôi. Một y tá bên cạnh sợ hãi kêu lên a, cảnh tượng thần kỳ như vậy mà tôi không quay lại, nếu đăng lên mạng chắc chắn sẽ rất hâu ti. Viện trưởng Diêu vỗ một cái lên đầu cô ta, cảnh cáo nói, ai cũng không được phép nói lung tung chuyện hôm nay ra ngoài, nhất là đăng lên trên mạng, ai dám nói lung tung, tôi sẽ cho người đó biết tay. Ông ta dứt lời liền áy náy cười với Lý Dục Thần, cậu Lý bỏ qua cho, đều là tôi quản lý không nghiêm. Lý Dục Thần nói, không có việc gì. Ông xử lý rất tốt, không hổ là một viện trưởng. Viện trưởng Diêu được khen ngợi thì vô cùng mừng rỡ, vẻ mặt ông ta cứ như học sinh tiểu học được thầy giáo khen ngợi vậy. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lý Dục Thần và Mã Sơn đưa Thái Vĩ Dân về Ngô Đồng Cư, để gã ta tạm lánh hai ngày. Bây giờ Chu Lợi Quân ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, phải đề phòng bất cứ lúc nào. Ngày hôm sau, Lý Dục Thần đi theo Phùng Thiên Minh đến thành phố Gô. Bọn họ lái xe đến một nông trường phía đông thành phố Gô, người của nhà họ Thẩm đã chờ trước ở đó để đón bọn họ rồi. Sau khi xác nhận thân phận, cũng không có ai nói nhiều, Phùng Thiên Minh và Lý Dục Thần liền leo lên xe nhà họ Thẩm. Thành phố Gô không lớn nhưng rất đẹp, được mệnh danh là một viên minh châu bờ phía nam của Hồ Trấn Trạch. Chiếc xe lái qua nội thành thành phố Gô, đến khách sạn Nguyệt Lượng bên cạnh Hồ Trấn Trạch. Đây là một khách sạn 7 sao. Được xây dựng theo lối kiến trúc mang đậm chất thành phố Cô, bởi vì rất giống mặt trăng mà được đặt tên như vậy. Khách sạn này cũng là sản nghiệp của nhà họ Thẩm. Lúc Phùng Thiên Minh đến, ông hai của nhà họ Thẩm Thẩm Bình Nguyên đã đứng sẵn ở cửa chính nghênh đón rồi. Ông hai Phùng, Thẩm Bình Nguyên sải bước, chào hỏi từ xa. Ông Thẩm, Phùng Thiên Minh cũng bước nhanh về phía trước, bắt tay với Thẩm Bình Nguyên. Lý Dục Thần đi sau lưng Phùng Thiên Minh. Phía sau Thẩm Bình Nguyên cũng có một người đi theo. Mà Lý Dục Thần cũng biết người này, chính là Thẩm Minh Xuân vừa mới đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lâm. Hai người nói chuyện xong, Thẩm Bình Nguyên vẫy tay một cái, chỉ vào người phía sau ông ta, nói, ông hai Phùng, giới thiệu cho ông một vấn bối, cháu tôi, Thẩm Minh Xuân. Thẩm Minh Xuân tiến lên mấy bước, vươn tay ra gọi một tiếng, chào chú Minh. Ồ,
đây không phải cậu Thẩm sao, tôi biết, tôi biết. Con rể của ông cụ nhà họ Lâm, làm sao tôi có thể không biết được chứ? Phùng Thiên Minh không bắt tay, ông ta là nửa người giang hồ, coi trọng đạo nghĩa, vô cùng coi thường hành vi công khai tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lâm lúc bọn họ gặp nguy nan của Thẩm Minh Xuân. Đương nhiên, ông ta không bắt tay với Thẩm Minh Xuân cũng là tôn trọng Lý Dục Thần. Thẩm Minh Xuân có chút xấu hổ, rút tay lại. Nhưng mà ông ta cũng không nhìn thấy Lý Dục Thần, bởi vì Lý Dục Thần đứng sau lưng Phùng Thiên Minh nên ông ta nghĩ anh chỉ là vệ sĩ. Mà người có thân phận như ông ta thì không thể để mắt đến một tên vệ sĩ được. Thẩm Bình Nguyên có chút không vui, nhưng mà ông ta cũng không thể hiện ra mặt, chỉ cười ha ha một tiếng nói, Minh Xuân vốn đến thành phố Hòa để làm vài việc kinh doanh, gần đây bị một chút phong ba tác động nên mới tạm thời trở về, giúp tôi quản lý việc vặt. Hôm nay bảo nó đến đây mở mang tầm mắt một chút, ông hai Phùng phải quan tâm nhiều hơn đấy nhé. Đơn giản, tôi cũng có một người bạn trẻ tuổi muốn giới thiệu cho ông. Phùng Thiên Minh vừa nói vừa nghiêng người để lộ Lý Dục Thần. Đây là Lý Dục Thần, cậu Lý. Lúc này Thẩm Minh Xuân mới trông thấy Lý Dục Thần. Ông ta giật mình, có chút lúng túng chỉ vào Lý Dục Thần nói cậu. Cậu tới nơi này làm gì? Lý Dục Thần lại không để ý đến ông ta. Anh không chỉ trích ông ta vứt bỏ vợ và nhà mẹ vợ lúc nguy hiểm, ngược lại việc này rất phù hợp với nhân tính của ông ta, dù sao ông ta họ Thẩm chứ không phải họ Lâm. Nhưng việc ông ta tỏ ra không có chút trách nhiệm nào lại chẳng hề có tí tình nghĩa gì. Loại người này không đáng để Lý Dục Thần kết giao, thậm chí cũng không đáng để anh phỉ nhổ. Cho dù nhìn ông ta một cái cũng là lãng phí tình cảm. Chào ông Thẩm, Lý Dục Thần vươn tay ra. Thẩm Bình Nguyên cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Phùng Thiên Minh không dẫn theo vệ sĩ của mình, mà lại dẫn theo Lý Dục Thần tới. Đương nhiên ông ta cũng từng nghe nói về Lý Dục Thần, chỉ là lúc Thẩm Minh Xuân báo cáo về chuyện của nhà họ Lâm không hề nhắc đến người này. Ở trong mắt Thẩm Minh Xuân, đây là một ngôi sao chổi, tất cả tai họa của nhà họ Lâm đều bả đầu từ sau khi Lý Dục Thần xuất hiện. Nhưng Thẩm Bình Nguyên là người trên giang hồ, hay gặp sóng gió, ông ta biết việc tòa nhà sụp đổ tuyệt đối không phải đột nhiên, nhất định là đã sớm có khe hở không có cách nào lấp đầy. Một gia tộc lớn như nhà họ Lâm không có khả năng bởi vì sự xuất hiện của một người có bát tự tương khắc mà lập tức suy tàn được. Hơn nữa dựa theo tin tức, Thẩm Bình Nguyên có một cảm giác Lý Dục Thần này không chỉ không phải là khắc tinh của nhà họ Lâm, ngược lại có thể là cứu tinh của họ. Ví dụ như ông ta đã từng nghe nói người này rất giỏi y thuật, đã cứu mạng ông cụ Lâm, người này cũng đánh nhau rất giỏi, giết bố con Lâm Lai Phong và vợ chồng Viên Quốc Thành. Những điều này đều đã được chứng minh từ Thẩm Minh Xuân. Đáng tiếc là Thẩm Minh Xuân cũng không tận mắt nhìn thấy mà chỉ nghe đồn thôi. Ông ta không tin hai vị chuyên gia y học nổi tiếng trong nước là Tiền Đường và Thân Châu sẽ bái Lý Dục Thần làm thầy, càng không tin loại chuyện hoang đường như đạn cũng không thể giết chết Lý Dục Thần này. Càng là lời đồn càng khiến Thẩm Minh Xuân kiên trì cho rằng Lý Dục Thần chỉ là một tên nhóc, biết lừa gạt và khoác lác. Thẩm Bình Nguyên cũng không tin, nhưng ông ta lại nhìn thấy một tầng sâu hơn. Ông ta biết rõ ông cụ nhà họ Lâm Lâm Thượng Nghĩa là loại người gì. Ông ta tin tưởng Lâm Thượng Nghĩa không hồ đồ đến mức không có ánh mắt bằng Thẩm Minh Xuân. Đương nhiên, Thẩm Bình Nguyên cũng sẽ không bởi vì một người trẻ tuổi hiểu chút y thuật, có chút công phu liền đặc biệt xem trọng. Trên thế giới có rất nhiều người như vậy, cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng với đại cục. Theo Thẩm Bình Nguyên, cho dù Lý Dục Thần có bao nhiêu tài năng, giết Viên Quốc Thành chính là một hành động không khôn ngoan. Nhà họ Viên đã thông báo treo thưởng với anh, chẳng khác nào phán quyết tử hình. Mà bây giờ nhà họ Lâm tuyên chiến với nhà họ Viên cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Cho nên Thẩm Bình Nguyên rất không hiểu, ông hai Phùng từ trước đến nay vẫn luôn thông minh vì sao lại có quan hệ tốt với Lý Dục Thần như vậy, còn muốn đưa anh đến nơi này, bởi vì hôm nay có một buổi tụ họp nên muốn tìm kiếm sự trợ giúp của mấy gia tộc lớn như Giang Đông và Hoàn Nam cho tên nhóc này hoặc là nhà họ Lâm ư. Thẩm Bình Nguyên cảm thấy mình đã nhìn thấu suy nghĩ của Phùng Thiên Minh, không khỏi cười thầm một tiếng. À, cậu Lý đúng không, ngưỡng mộ đã lâu. Ông ta vươn tay ra tùy ý bắt tay với Lý Dục Thần, chưa tới mức nhiệt tình nhưng cũng không đến mức thất lễ. Đương nhiên là ông ta đang nể mặt Phùng Thiên Minh. Lý Dục Thần lạnh nhạt với Thẩm Minh Xuân khiến vẻ xấu hổ trên mặt Thẩm Minh Xuân trong nháy mắt biến thành giận dữ. Đáy lòng ông ta dấy lên một đám lửa. Ông ta cảm thấy,
nếu như không phải do tên nhóc này, nhà họ Lâm tuyệt đối sẽ không rơi xuống, ông ta vẫn là con rể của nhà họ Lâm, dựa vào quan hệ này, có thể lấy được tài nguyên của cả hai nhà, địa vị cũng không thấp. Không có thân phận là con rể nhà họ Lâm, địa vị của Thẩm Minh Xuân ở nhà họ Thẩm cũng rất xuống ngàn trượng. Ông ta và Thẩm Bình Nguyên có quan hệ không tệ, cho nên đã cầu xin Thẩm Bình Nguyên dẫn ông ta tới lần tụ họp này, muốn làm quen với vài ông lớn ba tỉnh, để xem có cơ hội gì hay không. Chú Minh, hôm nay các ông lớn đều dẫn cao thủ đi theo bên cạnh, chú Thẩm Minh Xuân nhìn Lý Dục Thần một chút, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói móc, có một số người nhìn là biết giỏi che giấu, hôm nay chú phải cẩn thận một chút đấy. Đương nhiên Phùng Thiên Minh biết Thẩm Minh Xuân ám chỉ cái gì, ông ta nhìn thoáng qua Thẩm Bình Nguyên, trong lòng có chút không vui. Nhưng đây là địa bàn nhà họ Thẩm, ông ta cũng không tiện nói thêm cái gì, cũng may Lý Dục Thần có vẻ không tức giận. Hơn nữa từ đầu đến cuối anh vẫn đứng sau lưng ông ta không hề tiến lên trước, rất giống một người hầu. Bây giờ cậu ấy chính là vệ sĩ của tôi, rất giỏi đánh nhau, Phùng Thiên Minh cố ý nói như vậy. Thẩm Minh Xuân khít mũi coi thường, chỉ biết đánh nhau thôi thì làm được cái gì. Nếu dựa vào đánh đấm có thể giải quyết vấn đề thì đã không cần nhà họ Thẩm chúng tôi phải ra mặt hòa giải rồi. Ha, tôi nói này Lý Dục Thần, không phải cậu vẫn luôn ưỡn ngực nói muốn làm con rể nhà họ Lâm sao, không phải 3 tháng sau muốn tổ chức lễ đính hôn rầm rộ với Lâm Mộng Đình sao? Cậu trở thành vệ sĩ của chú Minh từ bao giờ vậy? Lý Dục Thần chỉ cười không nói. Hôm nay anh đến để giúp Phùng Thiên Minh, thân phận chính là tùy tùng thì phải có dáng vẻ của tùy tùng. Dù sao nếu như tùy tùng bị mất mặt, cố chủ cũng sẽ mất mặt theo. Phùng Thiên Minh nhìn Thẩm Bình Nguyên, trầm mặt xuống. Thẩm Bình Nguyên cười ha ha một tiếng, làm ra động tác mời, nói, ông hai, những người khác đều đã đến, chỉ chờ mỗi mình ông thôi đấy, mời vào. Trong, Phùng Thiên Minh nhìn Lý Dục Thần một chút. Thấy sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như thường mới sóng vai tiến vào với Thẩm Bình Nguyên. Lý Dục Thần đi theo phía sau, Thẩm Minh Xuân đi song song với anh, nhỏ giọng cười lạnh nói, họ Lý, cậu bám vào nhà họ Phùng cũng vô dụng, không cứu được nhà họ Lâm đâu. Lý Dục Thần mặc kệ ông ta. Nhà họ Thẩm đã bao hết 3 tầng cao nhất của khách sạn Nguyệt Lượng. Bọn họ đi vào một vườn hoa trên sân thượng tầng cao nhất. Từ nơi này nhìn về phía xa. Hướng Nam là toàn cảnh thành phố cô, hướng Bắc là hồ trấn trạch mênh mông vô bờ. Mặt hồ rộng lớn, không gió cũng có sóng, phía xa có hơi nước bốc lên dập dềnh. Đối diện hồ trấn trạch chính là thành phố Cô Tô nổi tiếng. Vị khách quan trọng nhất của lần này chính là một trong ngũ hổ ở Giang Đông, được xưng tụng là hổ dữ Từ Thông. Ông lớn Từ, việc đầu tiên Phùng Thiên Minh làm khi tới vườn treo chính là chào hỏi Từ Thông. Ông hai Phùng. Ông đến muộn rồi, Từ Thông cười ha hả bắt tay với Phùng Thiên Minh. Từ Thông sở hữu vóc người cao to, trên người cũng tự toát ra một loại uy nghỉ khó tả. Đi theo sau lưng ông ta là một ông lão tóc bạc chẳng mang theo vài phần khí phái. Chào hỏi nhau xong Từ Thông và Phùng Thiên Minh liền đi gặp gỡ những người khác, Lý Dục Thần tất nhiên cũng theo sát phía sau ông ta. Ngoại trừ Từ Thông, Phùng Thiên Minh cũng rất để ý tới một người khác chính là Liên Khởi Dung của thành phố Ngô. Ông ta lặng lẽ nói với Lý Dục Thần, Liên Khởi Dung là nhân vật sừng sỏ trong giới tài chính và giải trí, hơn nữa sau lưng còn có sự hỗ trợ từ của các đại gia ngành công nghệ viễn thông của Tiền Đường và Lĩnh Nam, thực lực tư bản vô cùng lớn mạnh. Mối quan hệ giữa Lưu Hồng Vũ kẻ đã gây rối tại quán Ba Lam Kiều lần trước và Liên Khởi Dung rất tốt, người đi theo hắn ta là Hoàng Hải chính là được ông ta sai khiến tới. Một trong những mục đích chính của chuyến thăm hôm nay của Phùng Thiên Minh là thảo luận với Liên Khởi Dung về việc nắm giữ cổ phần trong lĩnh vực phim trường. Dáng người Liên Khởi Dung thấp bé, nhưng theo sau lại là một người đàn ông trung niên vạm vỡ dũng mãnh, hẳn là vệ sĩ của ông ta. Chỉ một cái nhìn thoáng qua Lý Dục Thần cũng biết người này là Hoành Luyện, võ công đã đạt tới ám kình đỉnh phong, cách hóa kình chỉ còn một bước, so với Hoàng Hải Thiết Y cao cường hơn không ít, có lẽ ngang bằng với ông chủ Vương. Chu sa trưởng của ông chủ Vương tuy rằng là ngoại gia nhưng lại đặc biệt chú trọng đến nội lực, luyện đến trình độ cao thâm sẽ lợi hại hơn Hoành Luyện Thiết Bố Sam Thuần Túy rất nhiều, từ ngoài chuyển trong cũng càng dễ dàng hơn, thậm chí là hóa kình. Ngoài ra, Phùng Thiên Minh còn giới thiệu Tiêu Thập Nương của thành phố Tuyên và Hoàng Định Bang của Huy Châu. Đây đều là những người đứng đầu một phương thế lực. Ngoài ra còn có vài nhà khác nhưng thực lực lại thua kém hơn rất nhiều nên Phùng Thiên Minh cũng không giới thiệu họ cho Lý Dục Thần nghe.
tuy nhiên anh lại có một khám phá bất ngờ. Anh chợt nhìn thấy Chu Lợi Quân của Vũ Châu trong đám đông. Thái Vĩ Dân vừa bị cắt bỏ một cánh tay, Lý Dục Thần đang muốn tìm gã ta, chẳng ngờ lại đụng độ tại đây. Chu Lợi Quân cũng không ngờ sẽ chạm mặt Lý Dục Thần ở nơi này. Tại khoảnh khắc nhìn thấy anh, gã ta liền sững người tại chỗ, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi theo bản năng. Ngoài sự hãi hùng còn có sự hận thù ngập trời. Hôm nay gã mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, một ống tay áo được nhét vào túi quần để che đậy cánh tay bị đứt lìa kia. Vết thương đứt tay vừa kín miệng, còn chưa kịp lắp tay giả. Không những bị mất một cánh tay mà còn đánh mất con đường thương mại phía nam của Vũ Châu trong một vụ cá cược với Trần Văn Học, gã ta sao có thể bấm bụng nuốt trôi cơn tức này. Nếu không phải Lý Dục Thần xuất hiện, ngày đó hẳn đã có thể giành tới tay cửa ngõ Thân Châu của nhà họ Trần và đường hàng hải của Hải Thượng rồi. Với thực lực của gã ta liền có thể sánh vai với những nhà hào môn chân chính kia. Nhưng vì Lý Dục Thần mà hắn mất cả chì lẫn chài, ngay cả hang ổ tại Vũ Châu cũng xém chút bị mấy đối thủ hãng tay trên. Mối thù này gã phải trả. Vừa hay nghe nói nhà họ Lâm của thành phố Hòa xảy ra chuyện, mà nhà họ Viên lại treo thưởng 100 triệu muốn cái mạng của Lý Dục Thần. Một cơ hội báo thù tốt như vậy sao gã ta có thể bỏ qua đây? Khi trở lại thành phố Hòa, gã trước tiên phái người bẻ gãy tay của Thái Vĩ Dân, để chút nỗi hận trong lòng. Mục tiêu tiếp theo chính là Lý Dục Thần. Gã đã liên lạc với một nhóm giang hồ. Vốn dĩ định đợi buổi tụ họp thành phố cô kết thúc rồi mới trở lại ra tay, chẳng ngờ lại gặp phải Lý Dục Thần ở đây. Điều này hoàn toàn làm rối kế hoạch của gã. Phải cứng trọi cứng với Lý Dục Thần, cho dù lần này đã mời tới cao thủ nhưng gã ta vẫn có chút thiếu tự tin. Rốt cuộc thì ấn tượng trước đó Lý Dục Thần để lại cho hắn quá sâu sắc. Chu Lợi Quân có chút muốn né tránh anh, nhưng Lý Dục Thần đã chủ động đi tới. Ông chủ Chu, đã lâu không gặp, Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn gã tròng học. Ánh mắt Chu Lợi Quân xẹt qua tia sáng lập lòe, không biết phải tiếp lời như thế nào. Phùng Thiên Minh cũng nhận ra gã, tò mò hỏi, đây không phải là ông chủ Chu của Vũ Châu sao, mọi người quen biết nhau à? Chu Lợi Quân đáp mang theo vài phần ngượng ngùng, từng gặp qua một lần. Quả thực chỉ gặp qua một lần, nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc. À đúng rồi, ông chủ Chu, Thái Vĩ Dân nhờ tôi hỏi thăm anh đó ớ, Lý Dục Thần nói. Sắc mặt Chu Lợi Quân thoe cái thay đổi, cậu nói gì tôi nghe không hiểu. Lý Dục Thần đáp lạnh băng, nghe không hiểu cũng không sao, anh cứ nghe là được. Tay của Thái Vĩ Dân đã được nối lại rồi, tôi cũng thay mặt anh ấy cảm ơn anh. Cảm ơn sự ban ân này của anh, thứ anh tặng anh ấy tôi sẽ thay anh ấy trả lại đầy đủ, gấp 10 lần không đủ thì 100 lần. Phùng Thiên Minh cũng nghe ra được mùi thuốc súng trong đó, liền kéo Lý Dục Thần rời đi. Ông ta sợ anh trong cơn nóng giận sẽ làm ra hành động lỗ mãng, dù sao nơi này cũng là địa bàn của nhà họ Thẩm nên không dễ giải thích. Khi cả hai đi đến vùng đất trống, Phùng Thiên Minh mới mở lời hỏi, có chuyện gì vậy? Cậu có thù oán gì với Chu Lợi Quân? Vốn dĩ không có nhưng bắt đầu từ hôm qua là có rồi, Lý Dục Thần ngoảnh đầu liếc phía Chu Lợi Quân một cái, gã sắp xuống báo danh với Diêm Vương rồi. Từ trong ánh mắt của anh, ông ta có thể nhìn ra được thứ gì đó còn sắc lạnh và bén nhọn hơn cả dao kiếm. Kết hợp với giọng nói không có nửa điểm độ ấm khiến lòng bàn chân ông ta phải ớn lạnh. Chu Lợi Quân đứng cách đó không xa cũng bị cái nhìn này nhìn tới lạnh dọc sống lưng. Đúng lúc này, Hoàng Định Bang bước tới, này, người anh em, sao thế, chú có thù hằn gì với ông Hai Phùng à? Chu Lợi Quân và Hoàng Định Bang là anh em kết nghĩa. Vũ Châu nằm ở trung bộ Giang Nam, vốn không có giao tình gì với những người có máu mặt bên này. Nhưng kể từ khi Chu Lợi Quân đứt tay, công việc kinh doanh ở Vũ Châu cũng sa sút nghiêm trọng, vì vậy mới tìm kiếm hướng phát triển mới. Hôm nay cũng là thông qua sự giới thiệu của Hoàng Định Bang gã ta mới có tư cách tham gia buổi gặp mặt này. Chu Lợi Quân đáp, em và Phùng Thiên Minh thì có thể có thủ oán gì, mà là tên nhóc ở bên cạnh ông A kia. Hoàng Định Bang nghe vậy nhìn sang, khó hiểu hỏi, không phải chỉ là một tên vệ sĩ thôi sao? Chu Lợi Quân lắc đầu không cho là đúng, đây thế nhưng không phải vệ sĩ thông thường, anh nghe nói nhà họ Viên ở Tiền Đường treo thưởng giang hồ chưa? Có nghe nói qua, chú đừng nói với tôi, tên nhóc đó là... Không sai, hắn chính là Lý Dục Thần, là con rể của nhà họ Lâm, là kẻ bị nhà họ Viên treo thưởng 100 triệu để đổi lấy mạng. Thực sự là hẳn,
Hoàng Định Bang càng thêm rối rắm, sao thằng nhóc này lại làm vệ sĩ của Phùng Thiên Minh rồi? Em, cũng không biết, có lẽ Phùng Thiên Minh đã vung ra một số tiền lớn để mời hắn tới. Nhưng tên nhóc này thực sự có chút bản lĩnh, cánh tay này của em chính là vì hắn nên mới bị kẻ khác chặt đứt đó. Cái gì, Hoàng Định Bang cả giận, bây giờ tôi đi tìm người chặt lại hắn. Chu Lợi Quân lắc đầu cười khổ nói, đừng, nếu dễ đối phó như vậy em sớm đã chém chết hắn rồi. Kẻ này không chỉ võ công cao cường mà còn biết pháp thuật. Sau đó gã liền tóm lược lại chuyện của trường đấu chó. Hoàng Định Bang nghe xong thì cau mày, những gì chú nói cũng quá khoa trương rồi đó. Không có nửa điểm cường điệu đâu, anh nói thử xem vì sao nhà họ Viên lại phải treo thưởng thay vì trực tiếp giết chết hắn đây. Hoàng Định Bang gật đầu, không sao. Không phải chỉ biết chút pháp thuật thôi sao, lần này tôi có mời tới đây một vị đại sư đến từ núi Long Hổ, có ông ấy, bọn yêu ma quỷ quái kia không là cái thá gì cả. Đại sư núi Long Hổ, hai mắt Chu Lợi Quân sáng lên, thật sao? Hoàng Định Bang vẫy tay, một người đàn ông ăn mặc giống như đạo sĩ đứng cách đó không xa lập tức rảo bước đi tới. Người này mảnh khảnh, cầm để vài cọng râu dài, mái đầu búi gọn, trong tay còn cầm một cây phất trần. Mang theo vài phần cốt cách thần tiên. Thanh Huyền đạo trưởng, Hoàng Định Bang chào một tiếng, giới thiệu cho Chu Lợi Quân, vị này chính là Thanh Huyền đạo trưởng thần thông quảng đại của núi Long Hổ. Tôi đã uống nước do ông ấy chế ra, thân thể cũng cường tráng hơn rất nhiều, một đêm cùng bao nhiêu phụ nữ thỏa mãn cũng không biết mệt, để hôm nào tôi mời chú một bát. Nói xong còn phá lên cười đầy phóng đấng. Chu Lợi Quân có vài phần hâm mộ cũng cười hùa theo. Hoàng Định Bang lại giới thiệu với Thanh Huyền, đây là người anh em của tôi Chu Lợi Quân, chú ấy gặp chút rắc rối, muốn nhờ đạo trưởng giải quyết giúp. Vô Lượng Thiên Tôn, Thanh Huyền hất cây phất trần, gặp mặt chính là có duyên, ông chủ Chu có khó khăn gì, không ngại nói ra nghe xem lão đạo có thể phân ưu với cậu không. Chu Lợi Quân lại thuật lại quá trình chiến đấu giữa Lý Dục Thần và thầy Pháp Tạng một lần nữa. Thanh Huyền nghe xong thì cười to, tay phóng ánh sáng chẳng qua là một kỹ xảo mà thôi. Cũng chỉ có thể đem ra dọa những người ngoài nghề như mọi người. Chu Lợi Quân mừng rỡ nói, vậy tức là Thanh Huyền đạo trưởng lợi hại hơn hắn sao? Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, gột rửa yêu ma còn phải xem ngũ lôi chính pháp của thiên sư đạo núi Long Hổ ta. Lữ các ngón tay xuất hiện thêm một tấm phù, chỉ về phía trước. Chỉ thấy lá bùa xèo một tiếng bùng cháy, khi sắp cháy hết, tay Thanh Huyền rung lên, vứt ra một điểm hỏa tinh biến mất trong không trung. Đúng lúc này, không trung lóe lên, trên bầu trời phía xa lóe lên tia chớp điện, đánh thẳng mặt hồ. Hướng của chớp điện chính là hướng mà Thanh Huyền đạo trưởng chỉ. Nhìn thấy cảnh này, nỗi chấn hãi trong lòng Chu Lợi Quân không gì sánh được. Đây mới gọi là đạo pháp. Lý Dục Thần, mày cứ đợi bị sét đánh đi. Không biết có phải bùa của đạo sĩ quá linh nghiệm không, bầu trời tối sầm lại, trên mặt hồ mờ mờ phía xa, mây đen ngưng tụ. Bên trong ẩn giấu những đường sét cuồn cuộn. Gió nổi lên, thuyền nhỏ trên hồ dập dềnh trên sóng gió. Gió trong vườn hoa cực kỳ lớn, thổi vù vù, giống như mãnh hổ gầm thét. Từng hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống, mưa dày và nặng, giống như lụa mỏng đan dệt, che đi hình ảnh của thành phố phía xa. Dưới sự hướng dẫn của người nhà họ Thẩm, mọi người trốn trong căn phòng được xây dựng từ kính. Trong phòng cũng rộng rãi. Nhưng hiển nhiên không được rộng rãi thoáng đãng như hoa viên. Lý Dục Thần đứng bên cửa sổ, nhìn đám mây phía xa. Hồ Trấn Trạch quả nhiên danh bất hư truyền. Khi anh ở Côn Luân đã nghe các sư trưởng nói đến Lôi Thần Trấn Trạch. Truyền rằng thời thượng cổ, Lôi Thần tu luyện tại đây, toàn bộ sấm sét cửu thiên đều giáng xuống nơi này, cuối cùng vẫn không ngăn được Lôi Thần bay lên. Lúc đó, Thân Châu và thành phố Vĩnh vẫn còn là biển. Từ Tiền Đường đến Cô Tô vẫn là cái đầm lớn. Lôi khí thích trữ trên đầm, thường dùng cảm ứng thiên tượng, phát ra sấm chớp, cho nên nơi này có tên là Lôi Trạch. Kinh dịch nói, lôi là trấn, cái tên trấn trạch, từ đó mà ra. Lý Dục Thần cảm nhận khí kinh lôi thiên địa, tưởng tượng, mình ngồi trên lôi trạch, tiếp nhận sự gột rửa của chớp điện, chờ đợi bay lên. Đương nhiên, bây giờ vẫn còn cách ngày đó rất xa. Trời giáng mưa lớn. Cũng đẩy tiến trình cuộc họp lên nhanh hơn. Dưới sự tổ chức của Thẩm Bình Nguyên, mấy đại lão tiến hành tiếp xúc riêng trước. Đương nhiên không có kết quả, nếu có thể bàn bạc riêng ổn thỏa, thì không cần đến cuộc họp này. Sau đó, là cuộc gặp mặt do Thẩm Bình Nguyên đứng đầu.
Mọi người ngồi xuống phòng họp, bắt đầu đàm phán chính thức. Phòng họp của khách sạn Nguyệt Lượng rất lớn, rất giống với hội nghị bàn tròn của Liên Hợp Quốc. Mọi người ngồi thành vòng tròn, những người có quan hệ tốt ngồi cạnh nhau, đối tượng muốn đàm phán tự khắc ngồi đối diện nhau. Lý Dục Thần ngồi bên cạnh Phùng Thiên Minh, lướt mắt nhìn một vòng, nhìn Chu Lợi Quân và Hoàng Định Bang của Huy Châu ngồi với nhau, còn đang thì thầm nói chuyện gì đó. Một người trông giống như đạo sĩ ngồi bên cạnh Hoàng Định Bang, khuôn mặt rất bình thản điềm tĩnh, chỉ là khí tức hơi hung hăng, dưới dương cương, ẩn giấu vẻ tối tăm. Đối diện với Hoàng Định Bang là Tiêu Thập Nương của thành phố Tuyên. Tiêu Thập Nương gần 40 tuổi, người đẹp hết thời, vẫn còn thướt tha. Bà ta giống như chị Mai, trông rất xinh đẹp, trên người còn có phong thái chị đại. Nhưng chị Mai quyến rũ hơn, khí giang hồ trên người cũng nặng hơn. Còn Tiêu Thập Nương lại có vẻ khoan thai phú quý của hào môn. Nhìn vị trí ngồi, và ánh mắt giữa hai người, Tiêu Thập Nương và Hoàng Định Bang nhất định là có mâu thuẫn không thể hòa giải. Bên cạnh Tiêu Thập Nương có một ông lão trông như quản gia, khí tức trầm ổn, là một cao thủ. Ngoài ra bên cạnh Từ Thông ở Cô Tô cũng có một ông lão, khí chất nho nhã, rất giống trí thức, nhưng Lý Dục Thần lại nhìn ra, người này cũng là cao thủ, khí chất mạnh mẽ cuồn cuộn đã được kiểm soát đủ độ. Tiên Vu Phật Đạo, Dịch Y Nho Mặc, Chám Nhà đều có thể tu hành. Chỉ là xã hội hiện đại, người tu hành của Nho Gia đã vô cùng hiếm thấy, còn Mặc Gia càng gần như không có, chỉ còn lại Thích Khách. Nhẫn Giả Đông Doanh, thực ra chính là biến thể của Thích Khách Mặc Gia. Ngoài ra, những người được đưa đến cơ bản đều là võ giả kiểu như vệ sĩ, trong đó người đàn ông lực lượng bên cạnh Liên Khởi Dung nổi bật nhất. Nếu đơn thuần chỉ luận võ công, ngoại trừ nhà họ, Thẩm không chắc chắn có cao thủ ẩn giấu hay không, ở đây có lẽ người này là cao thủ nhất. Cuộc họp bắt đầu, các nhà đề xuất yêu cầu theo thứ tự. Thực ra vấn đề cũng không phức tạp, chỉ là tranh địa bàn, cũng là vấn đề lợi ích. Lùi một bước trời rộng bao la, mọi người đều nhường một chút, rất nhiều mâu thuẫn sẽ không còn, có thể biến thành đôi bên cùng có lợi. Lý Dục Thần coi như đã được chứng kiến năng lực của Thẩm Bình Nguyên, cũng hiểu tại sao nhà họ Thẩm muốn làm chuyện này. Dưới sự chủ trì và điều đình của Thẩm Bình Nguyên, mâu thuẫn giữa các nhà đều được giải quyết một cách thuận lợi. Trong quá trình này, về cơ bản nhà họ Thẩm đều sẽ chen một chân vào, như vậy, vừa bảo đảm công bằng, lại có thể có được lợi ích. Chỉ có hai vấn đề được giữ lại cuối cùng, một điều trong đó chính là mâu thuẫn giữa Phùng Thiên Minh và Liên Khởi Dung. Ông Hai Phùng, ông cũng không làm ngành giải trí. Việc gì phải giữ chút cổ phần phim trường đó không buông, chỉ cần ông chịu nhường cho tôi có thể nâng giá lên gấp đôi, Liên Khởi Dung nói. Phùng Thiên Minh cười lớn ha ha nói, Tổng Giám Đốc Liên, tôi biết ông có tiền, mấy đại lão Internet phía sau ông càng có tiền hơn. Nhưng giá của các người cho có cao đi nữa, có thể có mấy đồng. Phía sau phim trường, từ mấy cơ sở điện ảnh và truyền hình ở những nơi khác, đến rạp chiếu phim ở các thành phố lớn, đến ngành giải trí ở nước ngoài. Tất cả các mặt, có được bao nhiêu lợi ích liên quan? Nếu không, tại sao các người nhằm vào cổ phần của tôi không buông? Các người muốn kiểm soát giới giải trí, tôi không có dã tâm lớn như các người, nhưng tôi cũng không phải kẻ ngốc. Vậy hay là ông ra cái giá đi, Liên Khởi Dung hết khóe miệng, cười hi hi nhìn ông ta, ra vẻ thẳng chắc. Không bán, Phùng Thiên Minh nói chắc như đỉnh đóng cột, hoặc là mọi người cùng kiếm tiền, hoặc là tất cả đều đừng kiếm nữa. Thực ra không phải Phùng Thiên Minh không muốn bán, lợi nhuận phim trường không cao, Liên Khởi Dung đã ra giá vô cùng mê hoặc rồi. Nhưng phim trường ban đầu là do ông cụ nhà họ Phùng quyết định đầu tư phát triển, cũng là sản nghiệp mà Phùng Thiên Minh kế thừa từ tay ông cụ. Phùng Thiên Minh chủ yếu dựa vào cửa ngách, địa vị giang hồ khá cao, nhưng trên thương trường, ông ta cũng chỉ có dự án phim trường là giành được về tay. Cũng coi là bộ mặt của ông ta. Nếu bán đi thì có thể có được rất nhiều tiền. Nhưng tiền có ý nghĩa lớn bao nhiêu với ông ta chứ? Ngoài ra, ông ta cũng rất ghét đám người kinh doanh tiền bạc kinh doanh Internet làm loạn, làm ô nhiễm giới giải trí. Việc gì cũng nhìn vào tiền, sản xuất ngôi sao, dây chuyển sản xuất phim kịch, những thứ làm ra mùi vị giống y như đồ ăn nhanh. Thẩm Bình Nguyên đã cân đối rất nhiều lần, đề ra không ít phương án, nhưng hai bên không ai chịu nhường một bước. Khiến Thẩm Bình Nguyên cũng rất bực bội. Ông Hai, Tổng Giám Đốc Liên, nếu đã vậy, thì làm theo quy tắc, hai nhà thi đấu, cược bài hoặc đấu võ, chọn một trong hai, nếu đều không đồng ý, thì bốc thăm quyết định kết quả. Tóm lại,
vấn đề hôm nay, nhất định phải có kết luận. Tôi chọn đấu võ, Liên Khởi Dung chỉ sợ Phùng Thiên Minh đề xuất đánh bài, liền lên tiếng trước, nghe nói ông hai đã mời không ít cao thủ võ lâm đến thành phố Hòa mở quán, chắc sẽ không chọn đánh bài chứ, vậy cũng có chút sỉ nhục danh tiếng của ông hai ông rồi. Phùng Thiên Minh lặng lẽ nhìn Lý Dục Thần, thấy Lý Dục Thần gật đầu, trong lòng cũng tự tin, liền cười nói, Tổng Giám Đốc Liên, chúng ta đấu văn đi, đấu võ, tôi sợ người ta nói tôi ức hiếp ông. Lần trước Hoàng Hải Thiết Y đó, cũng là ông phái đến phải không? Vẻ mặt Liên Khởi Dung khế biến sắc, người đàn ông lực lượng bên cạnh ông ta đứng bật dậy, chắp tay nói, ông Hai Phùng, tại hạ là Lê Chấn Đông của Thiết Y, Hoàng Hải là đồ đệ của tôi, học nghệ không tinh thông, mất mặt trước mặt ông Hai rồi. Không biết là vị cao nhân nào ra tay, cho tôi cũng được so tài với cao thủ của Giang Nam ML. Ông Hai Phùng, vị này là trưởng môn của phái Thiết Y, chỉ là không biết hôm nay ông có đưa cao thủ đến không? Liên Khởi Dung nhìn Lý Dục Thần bên cạnh Phùng Thiên Minh, vẻ mặt khinh thường, có cần bây giờ về gọi người không? Nếu ông Thẩm đồng ý, tôi cũng không có ý kiến. Phùng Thiên Minh cười lạnh lùng một tiếng, Liên Khởi Dung đang cố ý tỏ ra rộng lượng, biết rõ Thẩm Bình Nguyên sẽ không đồng ý. Cũng may hôm nay đưa theo Lý Dục Thần, nếu không, đúng là phải ngậm đắng nuốt cay. Quả nhiên, Thẩm Bình Nguyên trầm giọng nói, đã vào cánh cửa này, trước khi việc chưa được giải quyết, không ai được liên hệ với bên ngoài, quy tắc bao nhiêu năm, không thể phá vỡ trong hôm nay. Nếu ông hai không đồng ý đấu võ, có thể lựa chọn đấu văn, hoặc là bốc thăm. Liên Khởi Dung tiếp tục chế nhạo, ông hai, tay chân không có mắt, công phu hoành luyện của phái Thiết Y không phải trò đùa, nhẹ thì gãy xương đứt gân, nặng thì mất mạng. Đừng để cậu nhóc của ông đưa đến mất mạng vô ích. Hay là ông hai đích thân lên cũng được, tôi bảo trưởng môn Lê ra tay nhẹ một chút là được, ha ha ha. Lúc này, Thẩm Minh Xuân nhân cơ hội xen vào một câu. Tổng Giám Đốc Liên, bà đừng coi thường anh chàng bên cạnh ông hai Phùng, cậu ta tên là Lý Dục Thần, đánh rất giỏi, con rể tương lai chưa ở rể của nhà họ Lâm ở thành phố Hòa, nhà họ Viên ở tiền đường còn treo thưởng 100 triệu đấy. Ông và trưởng môn Lê phải cẩn thận lật thuyền trong mương. Thẩm Minh Xuân nói như vậy, những người có mặt đều nhìn sang Lý Dục Thần. Chuyện nhà họ Viên treo thưởng tuy đã truyền khắp nơi từ lâu, nhưng dù sao cũng là thị phi giang hồ, không phải người nào cũng biết. Huống hồ 100 triệu cũng chẳng là gì trong mắt những đại lão này. Ví dụ như mãnh hổ Giang Đông Từ Thông, chưa từng nghe nói chuyện này. Ông ta lặng lẽ hỏi nho sĩ bên cạnh, ông Lạc thấy người này thế nào? Nho sĩ đó khẽ lắc đầu, không nhìn ra. Từ Thông mỉm cười, không hỏi nhiều, di chuyển ánh mắt, cũng không chịu nhìn thêm một cái. Theo ông ta thấy, ông Lạc không nhìn ra, thì người đó rất bình thường, không có gì đặc biệt. Còn nhà họ Viên treo thưởng 100 triệu, có lẽ là vì để nhân sĩ giang hồ đến thành phố Hòa gây rối loạn nhà họ Lâm, hoặc thuần túy là ghét nhà họ Lâm. Ở bên khác, Tiêu Thập Nương ở Thành Tuyên cũng nhỏ tiếng hỏi ông lão bên cạnh. Ông lão cũng lắc đầu. Khác với Từ Thông là, Tiêu Thập Nương vẫn nhìn Lý Dục Thần thêm một cái, trong mắt đầy nghi hoặc. Liên Khởi Dung nghe thấy lời của Thẩm Minh Xuân, ngược lại còn yên tâm. Điều ông ta lo lắng là Thái Cực Nam Phái, trưởng môn Vương Tông Sinh vô cùng lợi hại, đã là tông sư bán bộ, không chừng dưới môn hạ ông ta, sẽ có một hai đệ tử thiên tài. Cho dù Lê Chấn Đông thắng được, đặc tội với phái Thái Cực, cũng là chuyện rắc rối. Lý Dục Thần không phải là người của Thái Cực Nam Phái, thì không sao. Một cậu con rể ở rể, không đúng. Là con rể vẫn chưa ở rể, có thể có bản lĩnh gì? Lê Chấn Đông là trưởng môn một phái, thực sự muốn có thể đánh bại Lê Chấn Đông, thì cũng đủ mở tông lập phái rồi, ai sẽ đi làm con rể ở rể? Liên Khởi Dung cười âm hiểm, anh bạn, hay là về thành phố Hòa, ngoan ngoãn làm con rể ở rể của cậu đi, hưởng thụ vinh hoa phú quý, hà tất phải chết ở đây chứ? Thấy Lý Dục Thần không nói gì, mọi người đều cho rằng anh sợ. Liên Khởi Dung càng cười lạnh lùng không thôi. Ông hai, ông trực tiếp nhận thua cho xong, tôi cũng không ức hiếp ông, trả cho ông tiền chuyển nhượng cổ phần gấp đôi giá thị trường. Phùng Thiên Minh mỉm cười, nói, vậy chẳng phải thành ông ức hiếp ông sao? Trên địa bàn của nhà họ Thẩm, làm sao tôi tiện phá vỡ quy tắc chứ? Nói như vậy, ông hai muốn đánh cược với tôi. Đương nhiên. Được, khuôn mặt Liên Khởi Dung lộ ra vẻ hung dữ, trưởng môn Lê, dựa vào ông đấy. Lê Chấn Đông ấn nhẹ bàn tay lên bàn,
cơ thể bay từ phía sau chiếc bàn bay đến, thân hình ông ta cường tráng như trâu, lúc đáp xuống đất, nhẹ tênh như con bướm. Chỉ chiêu này đã cực kỳ đặc sắc rồi. Đừng thấy động tác đơn giản, nó cũng có độ khó, đã thể hiện hết mức độ dày công tôi luyện công phu ngoại gia. Lê Chấn Đông bước một bước tới chính giữa, ôm quyền với Lý Dục Thần, Lê Chấn Đông của Thiết Mã. Lý Dục Thần chậm rãi đứng lên, cũng không vội ra tay. Anh đột ngột hỏi, nếu đã đấu cược, có phải nên có đặt cược không? Mọi người ngạc nhiên, không biết tại sao anh hỏi vậy. Thẩm Bình Nguyên không nói gì, Thẩm Minh Xuân cười nhạo nói, Lý Dục Thần, ở đấy đến lượt cậu nói sao? Hôm nay cậu đại diện cho ông hai Phùng ra mặt đấu võ, nói thẳng ra chỉ là tên tay sai. Lý Dục Thần nhướng mày, làm sao, không được hỏi ư hai. Thẩm Minh Xuân còn muốn nói, lại bị Thẩm Bình Nguyên ngăn lại. Thẩm Bình Nguyên nói, đương nhiên có đặt cược, trong lòng ông hai Phùng và Tổng Giám Đốc Liên đều hiểu, cho nên không cần nói rõ ràng, nếu cậu có thắc mắc, đương nhiên có thể hỏi. Lý Dục Thần nói, vừa nãy tôi nghe hình như, nếu tôi thua, cổ phần phim trường của ông hai sẽ chuyển nhượng cho Tổng Giám Đốc Liên, là vậy phải không? Đúng thế. Vậy nếu tôi thắng thì sao? Cậu thắng hả? Liên Khởi Dung cảm thấy không thể xảy ra chuyện này, hừ lạnh lùng một tiếng, khinh thường nói. Nếu cậu thắng, tôi sẽ rút lui thu mua, từ nay không còn có ý muốn tranh cổ phần trong tay ông hai nữa. Lý Dục Thần cười lạnh lùng nói, thế coi là đặt cược gì chứ? Cứ như hai người đánh bài, một người thua thì phải trả tiền, một người còn lại thua thì chỉ cần vỗ mông bỏ đi vậy. Ông Thẩm, cá cược như vậy không công bằng phải không? Thẩm Bình Nguyên cau mày, cuối cùng đã hiểu ý của Lý Dục Thần. Vậy cậu cảm thấy thế nào? Rất đơn giản. Tôi thua, cổ phần của ông hai chuyển cho Tổng Giám Đốc Liên, ngược lại, tôi thăng, cổ phần trong tay Tổng Giám Đốc Liên phải chuyển nhượng cho ông hai, thế mới công bằng. Thẩm Bình Nguyên cau mày nhìn sang Liên Khởi Dung và Phùng Thiên Minh, Tổng Giám Đốc Liên, ông hai Phùng, hai người cảm thấy sao? Phùng Thiên Minh vui mừng trong lòng, ông ta đâu có không đồng ý, nếu có thể thu mua cổ phần trong tay của Liên Khởi Dung, thì phim trường sẽ do ông ấy quyết định, cả người trong giới giải trí đều phải đánh giá cao ông ta. Trong lòng ông ta kích động, chỉ là bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, xua tay nói, tôi không có ý kiến. Liên Khởi Dung tức giận nói, Phùng Thiên Minh, vớ vẩn. Ông có thực lực mua được cổ phần của tôi không? Hôm nay chúng ta bàn đến cổ phần trong tay ông, không phải của tôi. Lý Dục Thần thở dài một hơi, ngồi xuống, nói trưởng môn Lê, xem ra chúng ta không có cơ hội giao đấu rồi, Tổng Giám Đốc Liên sợ ông thua, không dám đánh cược. Lê Chấn Đông biết rõ Lý Dục Thần cố ý nói như vậy, nhưng không có gì để phản bác. Liên Khởi Dung tức giận nói, mẹ kiếp, nói láo. Sao tôi lại không dám đánh cược chứ? Vấn đề là, cậu hỏi Phùng Thiên Minh xem, ông ta có thực lực thu mua cổ phần trong tay tôi không? Nhà họ Phùng các người có tiền, nhưng Phùng Thiên Minh không phải gia chủ của nhà họ Phùng. Sắc mặt Phùng Thiên Minh âm u bất định. Lời của Liên Khởi Dung không phải không có lý. Thu mua toàn bộ cổ phần trong tay Liên Khởi Dung, cần một món vốn lớn, nhưng lợi ích trực tiếp trong đó rất ít, huống hồ làm như vậy là đắc đội với Liên Khởi Dung và tư bản sau lưng ông ta, từ nay không thiếu lượng lớn nhà tư bản đầu tư. Chuyện này, Phùng Nguyên Sinh chưa chắc đồng ý. Cho dù Phùng Nguyên Sinh đồng ý, những người khác nhà họ Phùng chưa chắc đồng ý. Trong lúc ông ta do dự không quyết, Lý Dục Thần lại nói. Hay là thế này đi, chúng ta thay đổi điều kiện. Nếu tôi thua, cổ phần trong tay ông hai không cần một đồng, chuyển nhượng cho Tổng Giám Đốc Liên không cần trả tiền. Cũng như vậy, nếu tôi thắng, Tổng Giám Đốc Liên cũng chuyển nhượng cổ phần trong tay cho ông hai không cần trả tiền. Trong lúc Phùng Thiên Minh và Liên Khởi Dung vẫn chưa phản ứng lại, Lý Dục Thần lại bổ sung nói. Ồ đúng rồi, tôi chỉ dùng một chiêu. Trong một chiêu, trưởng môn Lê không thua, coi như bốn tôi thua. Các ông thấy thế nào? Lần này tất cả mọi người đều sửng sốt. Phùng Thiên Minh hơi kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần, trong lòng cuồn cuộn như đổ sông đổ biển. Mới vừa nãy, ông ta còn cảm thấy Lý Dục Thần rất có hy vọng thắng, dù sao lúc trước anh đánh bại Hoàng Hải Thiết Y và Hồng Thiên Thành của Thái Cực dễ dàng như vậy. Nhưng một chiêu đánh bại Lê Chấn Đông. Đùa gì vậy? Ông ta là sư phụ của Hoàng Hải đó, trưởng môn của phái Thiết Y. Cậu đánh bại Hoàng Hải cũng dùng nhiều chiêu như vậy. Dựa vào cái gì mà dùng một chiêu đánh bại Lê Chấn Đông? Những người đang ngồi cũng vậy, vẻ mặt kinh ngạc,
trong lòng đều cảm thấy người này chắc điên rồi. Tử Thông và nho sĩ bên cạnh quay sang nhìn nhau, hai người cùng lắc đầu. Tiêu Thập Nương lại nổi hứng thú nhìn chằm chằm Lý Dục Thần. Duy chỉ có Chu Lợi Quân, nghĩ đến biểu hiện của Lý Dục Thần ở trường đấu chó hôm đó, trong lòng cứ hồi hộp, cảm thấy tên nhóc này thực sự có khả năng này. Gã ta lặng lẽ hỏi Thanh Huyền đạo trưởng Hoàng Định Bang, đại sư, ông cảm thấy tên nhóc này thế nào? Thanh Huyền đạo trưởng cúi mắt, chỉ bình thường thôi. Chu Lợi Quân nghe lời này, trong lòng vững vàng. Sự tĩnh lặng của hội trường nhanh chóng bị tiếng cười điên cuồng của Liên Khởi Dung phá vỡ. Ha ha ha, một chiêu. Ha ha ha, Liên Khởi Dung chỉ vào Lý Dục Thần, tôi chưa từng thấy thanh niên nào cuồng ngạo, thú vị như vậy. Ha ha ha, ông Hai Phùng, ông mời kẻ điên đến hả? Nói xong, ông ta hỏi Lê Chấn Đông, trưởng môn Lê, cậu ta nói một chiêu đánh bại ông cảm thấy sao? Lê Chấn Đông lạnh mặt nói, Tổng Giám Đốc Liên yên tâm, người có thể một chiêu đánh bại tôi vẫn chưa ra đời đâu. Cho dù Tông Sư đến, thiết bố Sam của tôi cũng không đến mức không đỡ nổi một chiêu. Liên Khởi Dung gật đầu, nghiêm túc nói, tôi cược, ông Hai Phùng, người của ông tự đề ra điều kiện, sẽ không hối hận chứ. Phùng Thiên Minh nhìn sang Lý Dục Thần, mí mắt bất giác giật mấy cái. Ông ta tình nguyện tin Lý Dục Thần, tiền đề là trong phạm vi hợp lý. Ví dụ, đánh bại Lê Chấn Đông, đánh bại Vương Tông Sinh, ông ta đều có thể tin. Nhưng muốn nói chỉ dùng một chiêu, ông ta gạch dưới vô cùng nghi ngờ. Phùng Thiên Minh không luyện võ, nhưng tốt xấu gì cũng từng tiếp xúc với rất nhiều nhân sĩ võ lâm, biết một người có thể làm trưởng môn một phái, võ công tuyệt đối sẽ không kém. Trên đời này, ai dám nói mình một chiêu có thể đánh bại trưởng môn của phái Thiết Y? Nếu thua, có nghĩa là không chỉ mất cổ phần, ngay cả một đồng cũng không có được. Ông ta thấy Lý Dục Thần vẫn rất bình tĩnh, rất ung dung, hình như rất tự tin. Nhưng càng tự tin như vậy, ông ta càng lo lắng. Có một tích tắc, thậm chí Phùng Thiên Minh nghi ngờ có phải mình rơi vào bẫy của Lý Dục Thần và Liên Khởi Dung liên hiệp tạo ra không? Nhưng đã đến lúc này, Phùng Thiên Minh không thể không cược. Nếu không cược, nhà họ Thẩm sẽ yêu cầu họ bốc thăm theo quy tắc, ông ta vẫn có thể mất tất cả. Hơn nữa, uy tín giang hồ của ông ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Phùng Thiên Minh quyết định, chọn tin Lý Dục Thần một lần. Lần trước đánh Vương Tông Sinh, Lý Dục Thần cho ông ta leo cây, nhưng cuối cùng dùng 5 triệu cổ phần lấy được từ nhà họ Cha bù đắp tổn thất của ông ta. Lần này, xem cậu ta sẽ làm thế nào. Giả như cuối cùng phát hiện, đúng là Lý Dục Thần và Liên Khởi Dung cùng đặt bẫy, Phùng Thiên Minh hạ quyết tâm, không tiếc mọi giá, cho dù vạn kiếp không ngóc đầu lên nổi, cũng phải kéo toàn bộ bọn họ xuống địa ngục. Đương nhiên tôi sẽ không hối hận, Phùng Thiên Minh nhìn Lý Dục Thần nói, lời của cậu Lý, chính là lời của tôi. Được, quả nhiên ông Hai Phùng vẫn là ông Hai Phùng, sảng khoái, Liên Khởi Dung cười ha ha, vậy thì, ông Thẩm, cho họ bắt đầu đi. Thẩm Bình Nguyên gật đầu, nói, hai vị, mời lên võ đài. Không cần, một chiêu thôi, ở đây đi. Lý Dục Thần nói xong, chậm rãi đứng lên. Anh không nhảy, càng không sử dụng thân pháp đẹp như Lê Chấn Đông, mà đi một vòng theo bàn tròn phòng họp, rồi đi vào chính giữa bàn tròn từ khe hở bên bàn chủ tịch của Thẩm Bình Nguyên. Những người đang ngồi đều lắc đầu. Còn chưa bắt đầu đánh, cao thấp đã rõ ràng rồi. Thẩm Minh Xuân không khỏi cười lạnh lùng, nhớ đến tin đồn ở nhà họ Lâm, nói Lý Dục Thần đại sát bốn phương, uy phong thế nào, bây giờ hết sức nực cười. Nhưng những lời ma quỷ đó, ngay cả vợ của ông ta Lâm Thu Phượng cũng tin. Người của nhà họ Lâm, đúng là đồ ngốc, cũng chẳng trách lại sa sút lụi bại. Tiêu Thập Nương nói nhỏ với ông lão bên cạnh, chú Liêu, chú cảm thấy cậu ta có thể thắng không? Chú Liêu lắc đầu nói, thiết bố Sam của Lê Chấn Đông đã đến hóa cảnh, muốn một chiêu thắng ông ta, trừ phi tông sư đến, tập trung hết công lực trong một đòn, nếu không, tuyệt đối không thể tôi thấy kẻ này bước đi nhẹ tênh, công phu bình thường, trong một lúc mà không bị Lê Chấn Đông đánh chết đã tốt lắm rồi. Tiêu Thập Nương khẽ cau mày, chú Liêu, chốc nữa chú có thể giúp cậu ta một tay không? Chú Liêu nhìn bà ta một cái, nếu cậu ta không thêm điều kiện, có lẽ có thể giúp cậu ta, nhưng cậu ta tự nói một chiêu đánh thắng, tôi cũng không giúp được. Nhiều nhất trong lúc nguy nan, bảo đảm cậu ta không chết thôi. Ngoại trừ họ ra, những người khác cũng thì thầm to nhỏ. Lời của những người này, truyền vào trong tai Lý Dục Thần không lọt một chữ. Anh bất giác nhìn Tiêu Thập Nương một cái,
không hiểu tại sao người phụ nữ này muốn giúp mình. Vừa hay Tiêu Thập Nương cũng đang nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Thập Nương cười xinh đẹp. Lý Dục Thần có chút khó hiểu, dường như đã gạch dưới từng gặp người phụ nữ này ở đâu, nhưng thế nào cũng không nhớ ra. Anh quay đầu, đứng đối diện với Lê Chấn Đông, hai bên cách nhau khoảng 2 mét. Lê Chấn Đông khẽ cười nói, cậu nhóc, cậu sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của cậu. Lý Dục Thần không hề nổi giận, chỉ hỏi, chúng ta đấu võ, có hạn chế gì không? Lê Chấn Đông nói, đờ đọ sức sinh tử, không có hạn chế, cậu có tuyệt chiêu gì, cứ sử dụng là được. Có thể dùng binh khí không? Lý Dục Thần hỏi. Muốn dùng binh đao phá thiết bố sam của ông ta, Thẩm Minh Xuân cười nhạo nói, có cần cho cậu một khẩu súng không? Xung quanh vang lên tiếng cười khinh miệt. Thẩm Bình Nguyên cũng cười, khẽ ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, có thể sử dụng vũ khí lạnh, nhưng không được dùng độc, cũng không được dùng vũ khí nóng. Lý Dục Thần gật đầu, hiểu rồi. Lê Chấn Đông nói, cậu nhóc, nói rõ với cậu, tôi luyện thiết bố sam kim trung cháo, cả cơ thể. Là vũ khí của tôi, cậu dùng thứ gì, thì lấy ra đi. Tôi dùng cái này, Lý Dục Thần giơ tay, trong tay có thể một cây châm vàng nhỏ xíu. Lần này vượt quá dự liệu của mọi người. Thiết bố sam không phải là một lớp áo, luyện đến tinh xảo, cả da thịt cứng rắn hơn sắt thép. Hơn nữa võ công hoành luyện không chỉ rắn chắc về vật lý, còn có một tầng chân khí hộ thể, tràn đầy trong cơ bắp da thịt và giữa xương cốt. Một cây châm phá thiết bố sam, đây là chuyện chưa từng nghe nói. Huống hồ cây châm này còn là châm vàng mềm yếu. Duy chỉ có nho sĩ bên cạnh Từ Thông và ông lão họ Lưu bên cạnh Tiêu Thập Nương khẽ nheo mắt. Vẻ mặt Lê Chấn Đông hiện lên vẻ tức giận, ông ta cảm thấy Lý Dục Thần lấy ra một cây châm, là thể hiện sự khinh thường. Cậu nhóc, cậu đừng quá đáng, vốn định dừng tại đây, cậu đã tự tìm cái chết, thì đừng trách tôi ra tay không lưu tình. Nói xong hai cánh tay vung lên, áo tên người không gió mà bay, một luồng chân khí từ trong cơ thể ông ta trào ra, rào rào một tiếng, áo ngoài của ông ta rách thành mảnh vụn, bay về bốn phía. Một luồng khí lưu ập đến xung quanh, người trên hội nghị bàn tròn lập tức cảm thấy áp bức, người từng luyện võ thì còn đỡ, người chưa từng luyện ngay cả thở cũng không thở nổi. Quả nhiên là công phu tuyệt đỉnh. Chiêu này của Lê Chấn Đông khiến mọi người kinh phục không thôi. Lại nhìn Lý Dục Thần, đứng ở đó, không hề động đậy, giống như khúc gỗ. Trận đấu võ này, kết quả thế nào, trong lòng mọi người đã biết rõ. Phùng Thiên Minh cũng trợn mắt há hốc miệng. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một võ giả có khí trường cường mạnh như vậy. Khí trường này còn cường mạnh hơn nhiều so với Hồng Thiên Thành mà ông ta mời đến thành phố Hòa lúc trước. Ông ta không khỏi nhìn sang Lý Dục Thần lần nữa, trong mắt lộ ra ánh mắt lo lắng. Thẩm Bình Nguyên nói, nếu hai vị đã chuẩn bị sẵn sàng, chốc nữa tôi hô bắt đầu, thì có thể bắt đầu rồi. Ông ta dừng một chút, nhìn Lý Dục Thần nhắc nhở nói, cậu Lý, cậu chỉ có cơ hội một chiêu thôi. Lý Dục Thần gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Thẩm Bình Nguyên liền nói, tôi tuyên bố, đấu võ bắt đầu. Lê Chấn Đông vỗ ngực, bàn tay đập vào cơ bắp lồng ngực. Lại phát ra tiếng sắt vàng đập vào nhau. Cậu nhóc, đến đây. Ông ta dùng danh nghĩa tông sư một phái, cố ý nhường một chiêu cho Lý Dục Thần lên trước, thể hiện sự rộng lượng của ông ta. Lý Dục Thần cũng không khách sáo, xông lên. Nhẹ nhàng đập ra một chưởng. Năm cây châm ngũ hành kẹp giữa ngón tay trỏ và ngón giữa. Chưởng lực của anh nhẹ tênh, bước đi cũng nhẹ tênh, tất cả đều nhẹ nhàng, không hề có sức mạnh. Lê Chấn Đông khinh thường nhìn Lý Dục Thần đập một chưởng đến, cũng chẳng thèm động đậy. Chưởng lực như vậy, cũng chỉ có thể dùng để đánh con rán, muốn phá thiết bố sam của ông. Ta, đúng là chuyện ngàn lẻ một đêm. Một chưởng của Lý Dục Thần đập mạnh lên trước ngực Lê Chấn Đông. Anh vừa đập xong liền lùi lại, cơ thể nhanh chóng rút lui, về đến vị trí cũ. Trong tích tắc, mọi người có ảo giác, hai người chưa từng ra tay. Được rồi. Lý Dục Thần đứng ở đó, ung dung nói, tôi đánh xong rồi. Mọi người đều kinh ngạc không thốt ra lời. Đây là đấu võ, sợ rằng là kẻ ngốc đấy. Chơi với người như này một hồi, mình cũng là kẻ ngốc. Phùng Thiên Minh thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, quyết định vẫn nên rộng lượng thừa nhận thất bại cho xong, tốt xấu gì vẫn giữ được mặt mũi và uy tín. Liên Khởi Dung ở bên đó đã bắt đầu cười lớn. He he, ha ha, kha kha. Ông ta cười không khép được miệng,
chỉ vào Lý Dục Thần, đây chính là cao thủ mà ông Hai Phùng mời đến ư. Đây chính là cao thủ mà nhà họ Viên treo thưởng 100 triệu ư. Sớm biết thì không cần trưởng môn Lê ra tay, tìm bạn nhỏ trường mẫu giáo là được, ông Hai, ông nói có phải không? Ha ha ha! Thẩm Minh Xuân nhìn trò hề của Lý Dục Thần, trong lòng vô cùng sung sướng. Ha ha, quả nhiên là sao chổi, đã hại nhà họ Lâm thì không nói, bây giờ lại hại ông Hai Phùng, đúng là thân thiết với ai thì người đó xui xẻo, ông A Khế cười nói. Tiêu Thập Nương cau mày, ánh mắt đầy vẻ không hiểu, còn có chút thất vọng. Bà ta nhìn sang ông lão bên cạnh, ông lão khẽ lắc đầu. Bà ta khẽ thở dài một hơi, không quay đầu, không nhìn Lý Dục Thần nữa. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Dục Thần đã thua. Một chiêu, đã hoàn thành. Nhưng chiêu này đâu có gây tổn thương gì cho Lê Chấn Đông. Ngay cả gãi ngứa cũng không được tính. Người duy nhất tỏ ra nghi hoặc với việc này là Chu Lợi Quân. Chu Lợi Quân đã tận mắt chứng kiến Lý Dục Thần thi triển thuật pháp. Cảnh tượng tay cầm ánh sáng, đến nay vẫn khắc sâu trong đầu gã ta. Cũng chỉ có một lá bùa của Thanh Huyền đạo trưởng, triệu hồi thiên lôi, mới có thể miễn cưỡng vượt qua. Gã ta tin rằng hôm nay Lý Dục Thần sẽ rất thảm, nhưng không phải vì thiết bố sam này, mà là vì Thanh Huyền đạo trưởng. Nhưng gã ta nhìn không hiểu, một trưởng nhẹ tinh của Lý Dục Thần có nghĩa là gì. Phùng Thiên Minh chắp tay với Thẩm Bình Nguyên, nói, ông Thẩm, hôm nay để mọi người cười chê rồi. Thẩm Bình Nguyên nói, ông Hai Phùng, có lẽ là cậu Lý muốn đùa mọi người, hay là thế này đi, chuyện vừa nấy, mọi người coi như trò đùa. Ông Hai làm theo điều kiện đã đàm phán trước đó, bán cổ phần cho Tổng Giám Đốc Liên đi. Liên Khởi Dung lập tức nhảy lên, thế làm sao được. Ở chỗ ông Thẩm trước nay đều nói một là một, chỉ cần chuyện đã định, chưa từng nghe nói có người hối hận. Sao ông Thẩm, muốn phá vỡ quy tắc này sao? Sắc mặt của Thẩm Bình Nguyên hơi khó coi. Vốn dĩ ông ta muốn làm người trung gian, điều đình một chút, mọi người cũng không cần trở mặt. Nhưng Liên Khởi Dung nói như vậy cũng không sai. Quy tắc, không thể phá, một khi phá quy tắc, sau này buổi họp của ba tỉnh sẽ không tổ chức được, uy tín của nhà họ Thẩm cũng tổn hại. Ông ta nhìn sang Phùng Thiên Minh. Phùng Thiên Minh nói, yên tâm đi ông Thẩm. Tôi sẽ không làm khó ông. Phùng Thiên Minh tôi không có gì khác, nhưng vẫn có hai chữ uy tín. Chuyện đã định trước, đương nhiên tôi sẽ làm theo. Theo điều kiện mà cậu Lý vừa nói, chốc nữa chúng ta sẽ ký hợp đồng. Thế còn tạm, Liên Khởi Dung lạnh lùng hừ một tiếng. Thẩm Bình Nguyên gật đầu, định tuyên bố kết thúc. Đương nhiên, trước khi tuyên bố, phải hỏi hai người trong cuộc đấu võ trước. Tuy đôi mắt của mọi người sáng rõ, nhìn rất rõ. Theo như đã hẹn một chiêu, Lý Dục Thần chắc chắn thua. Nhưng Thẩm Bình Nguyên vẫn hỏi, cậu Lý, một chiêu đã hết, thắng thua đã rõ, nếu cậu không có ý kiến gì, chúng ta thực hiện theo điều kiện. Lý Dục Thần nói, có ý kiến khác hay không, ông nên hỏi người bị thua, chứ không phải hỏi tôi. Cái gì? Thẩm Bình Nguyên không hiểu nhìn Lý Dục Thần. Không chỉ ông ta, tất cả mọi người đều đây nghi hoặc. Người bị thua? Chẳng lẽ là Lê Chấn Đông thua? Nhưng không thể nào. Người ta vẫn khỏe mạnh đứng ở đó. Trừ phi mọi người đều mù mắt. Thẩm Bình Nguyên hơi nổi giận, hỏi cậu Lý, cậu nói ai thua? Đương nhiên là ông ta, Lý Dục Thần chỉ vào Lê Chấn Đông. Liên Khởi Dung cười nói, cậu nhóc, cậu ngốc thật, hay là trêu đùa chúng tôi như kẻ ngốc? Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, những người ở đây là ai, có tin hôm nay cậu không ra khỏi tòa nhà này không? Trưởng môn Lê, cậu ta nói ông thua. Nếu ông không dạy bảo cậu ta, tôi cũng không nhìn nổi. Lê Chấn Đông ngửa cổ cười lớn, ha ha ha, tôi thua. Làm sao tôi có thể thua? Ha ha ha. Đột nhiên, tiếng cười của Lê Chấn Đông đột ngột dừng lại, phụt một tiếng, phun ra máu tươi, sau đó ngửa mặt đổ ngã. Lần này, mọi người đều ngẩn người. Liên Khởi Dung càng kinh hồn bạt vía. Hai bóng người trên bàn tròn bay lên gần như cùng lúc đến bên cạnh Lê Chấn Đông. Chính là nho sĩ của Từ Thông đưa đến là ông lão họ Liêu của Tiêu Thập Nương đưa đến. Hai người ngồi xuống, mỗi người bắt mạch một cánh tay của Lê Chấn Đông. Sau đó lại cùng nhìn sang trước ngực Lê Chấn Đông. Lúc này đôi mắt Lê Chấn Đông trợn lên, lộ ra mắt trắng như cá chết, trong miệng nhỏ máu tươi, hơi thở yếu ớt. Nho sĩ điểm mấy huyệt vị trên người Lê Chấn Đông. Còn chú Liêu đưa tay sờ, lấy ra một châm vàng trong huyệt đản chung trước ngực Lê Chấn Đông.
chính là cây châm của Lý Dục Thần lấy ra, nói là làm vũ khí. Châm vàng phá huyệt. Hai người cùng kinh hãi, nhìn sang Lý Dục Thần. Cậu là con cháu Y Thánh. Nghe thấy con cháu Y Thánh, những người đang ngồi đều kinh ngạc không thôi. Thẩm Minh Xuân lập tức nhớ đến chuyện Lý Dục Thần chữa bệnh cho ông cụ nhà họ Lâm, lúc đó ông cụ Lâm đã rơi vào tình trạng nguy cấp, ngay cả đội chuyên gia mời đến từ Tiền Đường và Thân Châu cũng nói không cứu được, Lý Dục Thần chỉ cắm một cây châm, thì đã chữa khỏi, cuối cùng hai chuyên gia đều bái anh làm thầy. Thẩm Minh Xuân nghe Lâm Thu Phượng nói, Lâm Thu Phượng lại nghe Nghiêm Tuệ Mẫn nói. Thẩm Minh Xuân vẫn cho rằng là tin bịa đặt, là Nghiêm Tuệ Mẫn bịa ra chuyện này để tìm thân phận hợp lý cho chàng rể nghèo. Chẳng lẽ là thật, đôi mắt của Tiêu Thập Nương phát sáng, nhìn chăm chăm Lý Dục Thần, dường như nhìn thấy bảo bối. Phùng Thiên Minh cũng ngây ra như khúc gỗ. Trong lòng vui mừng điên cuồng, và có chút hổ thẹn vì đã không tin tưởng Lý Dục Thần. Đôi mắt mọi người đều sáng rõ, lần này, bọn họ còn nhìn thấy rõ kết quả thắng thua hơn vừa nấy, chỉ là thua thắng đã đảo ngược lại. Thẩm Bình Nguyên chấn hãi trong lòng, tuyên bố nói, trận này, ông hai Phùng thắng. Không thể nào, liền khởi dung điên cuồng kêu lên, không thể nào. Cậu ta dựa vào cái gì mà thăng, chỉ một cây châm này thì có thể phá được thiết bố Sam. Tôi không tin, nhất định là cậu ta đã dùng tà thuật gì, hoặc là hạ độc, đúng, hạ độc. Chắc chắn là hạ độc. Thẩm Bình Nguyên cũng hơi nghỉ hoặc, nhìn sang Lý Dục Thần, nói. Cậu Lý, vừa nãy tôi đã nói quy tắc, là không được dùng độc. Bây giờ tôi phải mang châm của cậu đi xét nghiệm. Nếu kiểm tra ra có độc. Lý Dục Thần thản nhiên nói, muốn xét nghiệm, cứ tự nhiên, nhưng thực sự không cần rắc rối như vậy, các ông hỏi bản thân trưởng môn Lê, thì biết là có độc hay không. Ồ, Thẩm Bình Nguyên nhìn sang Lê Chấn Đông. Lúc này, Lê Chấn Đông đã dần dần tỉnh lại, được người khác dìu đỡ, ngồi dưới đất thở hổn hển. Ông ta ủ rũ nói với Liên Khởi Dung, Tổng Giám Đốc Liên, xin lỗi, tôi thua rồi. Cậu Lý này không dùng độc. Rồi nhìn sang Lý Dục Thần, ôm quyền, cậu Lý, một cây châm vàng đã phá kim trung cháo của tôi, Lê Mỗ bái phục. Lý Dục Thần thấy ông ta thẳng thắn, cũng ôm quyền nói, trưởng môn Lê khách sáo rồi. Thực ra là chút thủ đoạn thôi, thiết bố Sam của ông đã luyện đến tinh xảo, công phu ngoại gia muốn tiến vào hóa kình có một trở ngại này chưa phá được, trung đan điền và hạ đan điền của ông sẽ không thể thông suốt. Hoành luyện dựa hết vào chân khí chống đỡ, ông không phát công còn tốt. Một khi phát công, châm của tôi đâm vào huyệt đản chung của ông, giải phóng chân khí của ông. Lúc đầu ông không phát hiện ra, nhưng vừa nãy ông cười, thì sẽ mất khí, bị nội thương. Lê Chấn Đông hiểu ra, thì ra là vậy. Lý Dục Thần nói, tôi có người bạn luyện Chu Sa Trưởng, tình trạng gần giống như ông, dạo này tôi dạy ông ấy một bộ pháp chỉ dẫn, đã sắp đột phá. Có cơ hội, các ông có thể giao lưu. Chu Sa Trưởng. Lê Chấn Đông kinh ngạc nói, Chu Sa Trưởng có thể luyện đến cảnh giới này, thiên hạ không có mấy người, bạn của cậu, chẳng lẽ là Phật cười Vương Thiết Thủ? Lý Dục Thần cười nói, đúng thế. Lê Chấn Đông nhận thua, Liên Khởi Dung mặc dù không phục, nhưng ở đây là địa bàn của nhà họ Thẩm, lại có nhiều đại lão đang nhìn, ông ta cũng không dám không giữ lời. Dưới sự chủ trì giám sát của Thẩm Bình Nguyên, Liên Khởi Dung và Phùng Thiên Minh đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Liên Khởi Dung chuyển nhượng không hoàn lại cổ phần của phim trường cho Phùng Thiên Minh. Lúc ký tên, ánh mắt Liên Khởi Dung lóe lên tia âm độc, quăng bút, ném lại một câu, ông hai Phùng, dạ dày lớn quá cũng không tốt, cẩn thận đau bụng, rồi lại nôn ra. Lần này, mọi người đã nhìn Lý Dục Thần với ánh mắt khác. Sắc mặt Thẩm Minh Xuân vô cùng khó coi. Vốn tưởng rằng Lý Dục Thần sẽ phải nhục nhã, không ngờ thực sự dùng một chiêu đã đánh bại Lê Chấn Đông. Tuy dùng châm vàng phá huyệt, có chút thủ đoạn, nhưng cũng là bản lĩnh thật. Tiêu Thập Nương lấy châm vàng từ trong tay ông lão họ Liêu, khoan thai đi đến trước mặt Lý Dục Thần, đích thân trả lại cho Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nhận lấy châm vàng, nói một tiếng cảm ơn. Tiêu Thập Nương không nói gì, chỉ cười xinh đẹp, rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Lý Dục Thần cũng cảm thấy nụ cười của bà ta ẩn giấu rất nhiều hàm ý. Chuyện này coi như đã kết thúc. Tiếp sau đó là tranh chấp giữa Tiêu Thập Nương ở thành phố Tuyên và Hoàng Định Bang ở Huy Châu. Mâu thuẫn của họ chủ yếu là tranh đoạt quyền khai thác mấy con đường cổ thương và một số khoáng sản tài nguyên ở gần đây. Loại tranh chấp lợi ích này vốn rất dễ giải quyết, thông thường đều gác lại tranh luận, cùng khai thác, cùng hưởng lợi.
Dưới sự hòa giải của Thẩm Bình Nguyên, phần lớn vấn đề đều được giải quyết, nhưng mâu thuẫn cuối cùng tập trung vào một khoáng sản trong đó. Khu khoáng sản này nằm trong địa phận Huy Châu, nhưng mạch khoáng ngầm kéo dài đến thành phố Tuyên. Hoàng Định Bang muốn lấy toàn bộ ngọn núi có khu khoáng sản đó, vấn đề là, ở đó vừa hay có khu mộ của nhà họ Tiêu, cho nên nhà họ Tiêu vẫn luôn từ chối, không có cơ hội thương lượng. Hoàng Định Bang đề xuất, muốn làm theo quy tắc giang hồ, đấu võ hoặc đánh cược. Ông ta vô cùng tự tin với Thanh Huyền đạo trưởng bên cạnh. Nhưng chuyện này vô cùng đặc biệt, không phải tranh chấp kinh tế và địa bàn bình thường, mà là liên quan đến mộ tổ của nhà người ta. Tổng Giám đốc Hoàng, chuyện này e rằng không dễ đánh cược, Thẩm Bình Nguyên nói, bất luận thế nào, ép người ta rời mộ, cũng không hợp. Đạo nghĩa giang hồ. Hoàng Định Bang bất mãn nói, ông Thẩm, tôi coi trọng uy tín của ông Thẩm, trước nay luôn công gạch dưới bằng mới muốn đến đây giải quyết vấn đề. Nhưng nếu ông nói như vậy, có phải hơi thiên vị không? Chuyện của người khác, đều có thể đấu cược, tại sao đến nhà họ Tiêu thì lại không hợp đạo nghĩa giang hồ? Tôi cũng không nói bắt nhà họ Tiêu gì rời mộ, đó là bảo địa phong thủy, ai cũng biết. Tôi chỉ gạch dưới khai thác khoáng sản dưới lòng đất, mộ trên mặt đất vẫn có thể giữ lại mà. Người nhà họ Tiêu muốn thăm mộ, tôi cũng sẽ không ngăn cản. Tiêu Thập Nương cười lạnh lùng, ông Hoàng nói đùa gì vậy, ông đào dưới lòng đất, còn gọi là bảo địa phong thủy sao? Hoàng Định Bang cười he he nói, tôi có thể xây một địa cung dưới lòng đất cho tổ tông các người, đến lúc đó các người mang nhiều bảo bối đến, thì là mộ đế vương rồi. Vẻ mặt Tiêu Thập Nương biến sắc, nói, Hoàng Định Bang, tóm lại nói gì thì mảnh đất của mộ tổ nhà tôi không thể cho ông được. Hoàng Định Bang lạnh lùng hừ một tiếng, vậy tôi cũng nói một câu, mảnh đất này, tôi phải có, các người không nhường cũng không được. Mùi thuốc súng hai bên càng lúc càng nồng, đồng thời mọi người nhìn sang Thẩm Bình Nguyên, muốn xem ông ta sẽ xử lý thế nào. Thẩm Bình Nguyên trầm ngâm một lát, nói Tổng Giám Đốc Hoàng, nói câu công bằng, sự hưng thịnh phồn vinh của một gia tộc đều dựa vào tổ tông che chở, Hoa Hạ ta từ xưa đã coi trọng đạo. Hiếu, ép người ta rời mộ, là hành động bất nhân bất nghĩa. Một khoáng sản bình thường mà thôi, cũng không phải vàng bạc đất hiếm, có thể thương lượng một cái giá, tôi đề nghị, cho nhà họ Tiêu bồi thường một khoản tiền cho ông. Rồi lại nhìn sang Tiêu Thập Nương, Tổng Giám Đốc Tiêu, Tổng Giám Đốc Hoàng người ta dù sao cũng đã đầu tư khoáng sản mấy năm, chắc chắn có tổn thất, các người bồi thường một chút cũng không quá đáng chứ. Tiêu Thập Nương nói, tôi đồng ý, chúng ta có thể mời bên thứ ba đánh giá giá trị của khoáng mạch này và lợi nhuận có thể sinh ra hàng năm, tôi sẽ bồi thường tổng số tiền lợi nhuận trong 10 năm tiếp theo. Tôi khinh, Hoàng Định Bang nhổ nước bọt, đánh giá. Bà đánh giá thế nào? Ai có thể đánh giá chuẩn được? Tôi nói khoáng sản trị giá 10 tỷ, bà có trả tiền không? Tiêu Thập Nương cau mày, không phải đàm phán nữa, mà là dở trò. Tổng Giám Đốc Hoàng, ông nói như vậy rất không có thành ý, Thẩm Bình Nguyên sầm mặt. Được, muốn thành ý phải không, cũng được, tôi mang đồ ra đổi. Hoàng Định Bang nhìn Tiêu Thập Nương, tôi biết bố của bà, ông cụ Tiêu mắc bệnh, cần một cây côn luân thảo mới có thể cứu mạng. Vẻ mặt Tiêu Thập Nương biến sắc, ông có ý gì? Chẳng lẽ ông có? Đúng thế, tôi vừa hay có nó. Hoàng Định Bang mỉm cười, người trông như đạo sĩ bên cạnh ông ta lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn. Khi Lý Dục Thần nghe thấy Côn Luân Thảo, rất kinh ngạc. Bởi vì anh biết Côn Luân Thảo là thứ gì, loại cỏ này sinh trưởng ở đỉnh Côn Luân, có công hiệu vô cùng thần kỳ. Khi anh ở đỉnh Thiên Đô, thường xuyên dạo chơi các núi lớn ở Côn Luân, vì vậy thường xuyên nhìn thấy. Các môn phái hoặc tán tu của Côn Luân thường xuyên hái Côn Luân Thảo dùng để luyện đan phối thuốc. Nhưng Côn Luân Thảo có dược tính cực hàn, không có dược liệu đặc biệt phối hợp, vốn không thể làm thuốc. Chưa từng nghe nói người ở nhân gian đến nơi này, có được Côn Luân Thảo. Càng chưa từng nghe nói, loại bệnh nào cần Côn Luân Thảo cứu mạng. Lý Dục Thần nhìn chăm chăm chiếc hộp gỗ của đạo sĩ đó. Đạo sĩ mở chiếc hộp, lộ ra một cây thực vật màu xanh nhạt, một luồng khí mát tỏa ra, lập tức cả phòng ngập hương thơm, tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần sảng khoái phấn chấn. Đây chính là Côn Luân Thảo ư. Mọi người mở to đôi mắt, nhìn cây cỏ thần kỳ trong truyền thuyết. Đúng thế, đây chính là Côn Luân Thảo, đạo sĩ nói, mấy năm trước bần đạo dạo chơi núi Côn Luân, ngẫu nhiên hái được trên một ngọn núi. Dạo chơi núi Côn Luân. Mọi người lập tức kinh sợ tôn kính đạo sĩ. Không biết phải xưng hô với đạo trưởng thế nào, Thẩm Bình Nguyên hỏi.
Bần đạo pháp hiệu là Thanh Huyền. Đạo sĩ vung phất trần, cảm giác như có tiên khí. Lý Dục Thần không khỏi ngẩn người. Thanh Huyền. Anh từng nghe sư trưởng nói đến, võ đang có một vị Thanh Huyền đạo trưởng, rất nhiều năm trước đã đột phá tiên thiên, lên đỉnh thiên đô, sau này lại về võ đang. Lý Dục Thần lại nhìn sang Thanh Huyền đạo trưởng này. Trên người đạo sĩ có pháp lực khế dao động, nhưng không rõ ràng, hiển nhiên là tu vi không cao thâm. Đương nhiên, nếu đúng là Thanh Huyền của võ đang, tu vi cao hơn Lý Dục Thần rất nhiều, anh không nhìn ra cũng rất bình thường. Nhưng giữa đôi lông mày của người này lại có khí âm tà là thế nào? Rõ ràng là vết tích để lại do tu tập thuật pháp âm tà nào đó, không thể giả được, Thanh Huyền đạo trưởng thực sự sao lại có khí tức như này? Cho dù thời trẻ ông ta từng lầm đường lạc lối, ông ta đã đột phá tiên thiên, vốn sẽ không để lại vết tích tu hành ngày xưa. Tiêu Thập Nương hình như hơi lo lắng, hỏi Thanh Huyền đạo trưởng, dám hỏi có bán côn luân thảo này không? Bố của tôi lâm bệnh nặng, cần gấp cỏ này cứu mạng, ông ra cái giá, hoặc là điều kiện gì cứ đề xuất, chỉ cần tôi có thể làm được. Hoàng Định Bang nói, Tiêu Đại Nương Tử, bây giờ thứ này là của tôi, bà phải hỏi tôi mới đúng. Vẻ mặt Tiêu Thập Nương khẽ biến sắc, cố gắng nở nụ cười, Tổng Giám Đốc Hoàng, vậy coi như tôi cầu xin ông, nhường côn luân thảo cho tôi, ông ra cái giá đi. Hoàng Định Bang cười lớn ha ha, bán thì không thể bán, Tiêu Đại Nương Tử là cành hoa của thành phố Tuyên, khiến bao nhiêu đàn ông thèm muốn, năm đó Hoàng Định Bang tôi cũng là một trong số người theo đuổi, tiếc là Tiêu Đại Nương Tử không vừa mắt với tôi. Ông ta nói xong nhìn sang Tiêu Thập Nương, ánh mắt khinh miệt. Tuy bây giờ đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn quyến rũ, càng tuyệt hơn trước đây, tôi vẫn thích như vậy. Ông ta nói lộ liễu như vậy, những người đang ngồi đều nghe ra ý của ông ta. Rất nhiều người cau mày, những đại lão giang hồ này, luôn miệng nói đến. Đạo nghĩa giang hồ, rất khó chịu với cách nhân cơ hội lúc người khác gặp nguy. Tiêu Thập Nương cúi đầu im lặng. Ông lão bên cạnh trầm giọng nói, Thập Nương. Tiêu Thập Nương xua tay ngăn lại. Sau đó cắn môi nói, Tổng Giám Đốc Hoàng, chỉ cần ông chịu nhường côn luân thảo cho tôi, ông muốn tôi thế nào cũng được. Thực sự thế nào cũng được sao, Hoàng Định Bang cười càng dâm đãng, Tiêu Thập Nương, có phải bà đánh giá mình cao quá rồi phải không? Thực sự cho rằng bà vẫn là bà của 20 năm trước ư? Đã là hoa tàn rồi, bà cho tôi tiền, tôi cũng không thèm lên giường với bà, ha ha ha. Ông, vẻ mặt Tiêu Thập Nương lúc đỏ lúc trắng. Ông lão bên cạnh vụt đứng ra. Chú Liêu, Tiêu Thập Nương giữ ông ta lại, sau đó nói với Hoàng Định Bang, Tổng Giám Đốc Hoàng, rốt cuộc ông muốn thế nào mới chịu cho tôi côn luân thảo. Hoàng Định Bang cười nói, rất đơn giản, nhưng mảnh đất mộ tổ nhà các người cho tôi sẽ cho bà côn luân thảo. Ngoài ra, tôi chịu thiệt một chút, ở cùng bà một đêm. Hoàng Định Bang, ông đừng quá đáng, Tiêu. Thập Nương nói, bà có thể không đồng ý. Tôi cũng không ép bà, Hoàng Định Bang xòe hai tay nhún vai, hôm nay ở địa bàn của ông Thẩm, mọi người đều nói lý. Con người tôi coi trọng đạo lý nhất, tóm lại, muốn mộ tổ hay là muốn cái mạng bố của bà tự chọn đi. Đúng thế, chuyện này, tuy Hoàng Định Bang chẳng ra sao, những người đang ngồi như mấy người Thẩm Bình Nguyên, Từ Thông, Phùng Thiên Minh đều coi thường ông ta. Nhưng người ta cũng nói đúng, ông ta không ép người, mà bảo Tiêu Thập Nương tự lựa chọn. Cho nên tuy Thẩm Bình Nguyên là người chủ trì ở đây, cũng không thể nói gì. Thập Nương, chuyện này, cô không thể đồng ý, ông lão họ Liễu nói. Nhưng bệnh của bố tôi. Thập Nương, cho dù cô không tiếc bản thân, cứu mạng ông cụ, nhưng nếu ông cụ biết mộ tổ không còn, cô lại bị tên khốn họ Hoàng ức hiếp, ông ấy cũng phải tức chết. Tiêu Thập Nương hiện vẻ mặt do dự. Hoàng Định Bang nhìn Thanh Huyền đạo, trưởng một cái. Thanh Huyền đạo trưởng lập tức hiểu ý. Giơ tay đóng nắp hộp đựng côn luân thảo lại. Các người đã không cần thì thôi vậy. Đợi đã, Tiêu Thập Nương đưa tay ra, muốn ngăn lại, nhưng rồi do dự rụt tay về. Hoàng Định Bang nhìn bà ta với mấy phần đắc ý nói, Thập Nương, việc gì phải vậy chứ, mộ thì có thể di rời, mạng của ông cụ chỉ có một, không có chỗ để di chuyển, nếu người chết, thì cũng không còn nữa. Trước ngực Tiêu Thập Nương phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nề, có thể nhìn ra sự dày vò trong lòng bà ta. Hồi lâu sau, bà ta nói, được, tôi đồng ý với ông. Hoàng Định Bang cười nói, nên như vậy từ lâu rồi. Thập Nương, ông lão họ Liễu còn muốn khuyên nhủ. Tiêu Thập Nương hiện sự quyết đoán,
lắc đầu với ông ta nói, chú Liêu, ý tôi đã quyết, chú đừng khuyên nữa. Chỉ hy vọng chuyện này đừng để bố của tôi biết. Còn về việc rời mộ, phiền chú Liêu giúp đỡ chọn một nơi tốt, đừng để liệt tổ liệt tông nhà họ Tiêu bất an dưới suối vàng. Ông lão họ Liêu hiện vẻ sợ hãi, sắc mặt đau thương, thở dài một hơi. Hoàng Định Bang nói với Thẩm Bình Nguyên, ông Thẩm, chuẩn bị hợp đồng đi. Thẩm Bình Nguyên cũng rất bất lực, chuyện này xảy ra ở đâu, truyền ra ngoài thì không dễ nghe, nhưng hai nhà đã đồng ý, ông ta cũng không có gì để nói. Đang định cho người đi làm hợp đồng, bỗng nghe có người nói. Khoan đã, người lên tiếng, chính là Lý Dục Thần, ánh mắt mọi người đổ dồn lên anh. Cậu Lý, cậu có gì muốn nói, Thẩm Bình Nguyên hỏi. Cứu người, không nhất định phải dùng Côn Luân Thảo, Lý Dục Thần nói. Tiêu Thập Nương ngẩn người, ông lão họ Liêu lập tức lộ vẻ vui mừng. Thập Nương, sao tôi lại quên mất, cậu Lý này, là con cháu Y Thánh, chúng ta mời cậu Lý về, nhất định có thể chữa khỏi bệnh của ông cụ. Tiêu Thập Nương cũng vừa kinh hãi vừa mừng, thật không? Hoàng Định Bang tức giận nói, họ Lý kia, đây là chuyện của hai nhà chúng tôi, cậu là người của ông Hai Phùng đưa đến, có liên quan gì đến cậu? Lý Dục Thần nói, không liên quan gì đến tôi chỉ là ngứa mắt với ông thôi. Anh nói rất thẳng thắn, lại có được thiện cảm của rất nhiều người. Mãnh hổ Giang Đông Từ Thông khen ngợi, tốt lắm, nói ra lời trong lòng tôi, chúng ta có thể kết bạn. Hoàng Định Bang cười lạnh lùng nói, ngứa mắt thì đã làm sao, ngay cả người ta mắc bệnh gì mà cậu cũng không biết, đã chắc chắn có thể chữa khỏi rồi. Đúng là tôi không chắn chắn chữa khỏi bệnh của bố của bà ta, Lý Dục Thần nói. Tiêu Thập Nương vừa nghe lời này, lại lo lắng. Hoàng Định Bang cười nói, Tiêu Thập Nương, bà nghe đi, tên nhóc này bốc phét, muốn bòn rút tiền nhà bà thôi. Muốn cứu mạng bố của bà, còn phải dựa vào Côn Luân Thảo của tôi. Nhưng tôi nói cho bà biết, qua thôn này thì không có tiệm khác đâu. Nếu hôm nay bà không đồng ý, có thể bảo tên nhóc họ Lý này đến nhà bà chữa bệnh. Nhưng bà đừng đến cầu xin tôi, qua hôm nay, tôi mang Côn Luân Thảo cho lợn ăn, cũng sẽ không cho bài. Tiêu Thập Nương nhìn sang Lý Dục Thần, trong mắt lộ vẻ phức tạp, có hy vọng, có lo lắng. Nhìn được ra, bà ta muốn tin tưởng Lý Dục Thần thế nào. Nhưng, liên quan đến tính mạng của bố, một người phụ nữ lại bất lực đến mức nào? Lý Dục Thần chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Hoàng Định Bang và Thanh Huyền Đạo Trưởng. Tôi không chắc chắn chữa khỏi bệnh của ông cụ, vì phải khám bệnh mới có thể kê đơn. Nhưng các ông làm sao biết được bệnh của người ta chỉ có Côn Luân Thảo có thể cứu được? Làm sao lại trùng hợp như vậy, trong tay ông lại có Côn Luân Thảo? Một câu của anh hình như đã đánh thức người trong mộng. Tiêu Thập Nương và ông lão họ Liêu quay sang nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc. Hoàng Định Bang cười nói, Côn Luân Thảo là của Thanh Huyền đạo trưởng là cao nhân ngoại thế, đâu phải người phàm như cậu có thể suy đoán. Lý Dục Thần nhìn Thanh Huyền một cái, nói. Cao nhân ngoại thế phải không, tiếc là Côn Luân Thảo của ông là giả. Nói xong, đột nhiên chiếc hộp trên bàn lật bay dưới đất. Chiếc hộp lăn mấy vòng dưới đất, Côn Luân Thảo rớt ra khỏi hộp. Một ánh sáng xanh chói mắt lóe lên, trong phòng tràn ngập hương thơm. Nhưng hương thơm nồng nặc hơi không bình thường. Cho dù người không hiểu y thuật, không hiểu dược thảo mộc, cũng có thể ngửi ra, mùi hương này không phải tỏa ra từ cây cỏ, mà từ thứ giống như bột hương giấu trong chiếc hộp. Trước khi Lý Dục Thần chưa đánh đổ chiếc hộp, mùi hương từ từ tỏa ra, đương nhiên rất giống hương thơm thảo mộc. Một khi đánh đổ, mùi hương nhanh chóng tỏa ra, cỏ dưới đất cũng không còn bóng sáng, giống như cỏ bình thường. Thanh Huyền đạo trưởng giận quá hóa thẹn, nói cậu nhóc, cậu dám hủy tiên thảo của tôi. Trong lúc nói, một tấm bùa giấy đã kẹp giữa ngón tay ông ta. Lúc nhìn thấy tấm bùa, Lý Dục Thần đã có cảm giác quen thuộc. Không phải chú văn trên bùa, mà là khí tức của giấy bùa và chu sa. Chất liệu của bùa này, giống với loại lấy được từ trong thiên tinh quan, cũng giống với chất liệu bùa phong ấn hổ vân thiên trong giếng Ngô Đồng Cư. Thanh Huyền bóp bùa trong tay, nhưng không tấn công Lý Dục Thần, chỉ đứng ở đó, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ cao thâm khó lường. Vừa nãy Chu Lợi Quân vừa nhìn thấy Thanh Huyền lôi kéo sấm sét, chính là dùng lá bùa này. Đương nhiên, gã ta cũng từng chứng kiến sự lợi hại của Lý Dục Thần. Chỉ là so sánh ra, đạo thiên lôi ở hồ Trấn Trạch khiến người ta chấn hãi hơn. Gã ta tin rằng,
chỉ cần Thanh Huyền đạo trưởng sử dụng lôi phù, có thể đánh Lý Dục Thần một đòn chí mạng. Đạo trưởng, mau ném bùa vào ha đi, Chu Lợi Quân không nhìn được vung cánh tay gãy, gân thịt vừa liền lại vẫn còn đau âm ỉ khiến gã ta hận đến căn răng. Vô Lượng Thiên Tôn, Thanh Huyền vung phất trần, ông trời có đức hiếu sinh, tôi vứt xuống tấm bùa này, cậu ta sẽ bị diệt cả thần hồn. Đạo trưởng, cậu ta đã hủy tiên thảo của ông, là cậu ta tự chuốc lấy, Hoàng Định Bang vừa hận vừa tức. Đúng thế, đạo trưởng, mau diệt cậu ta đi, tên nhóc này rất tà môn, đừng để hắn ra tay trước, Chu Lợi Quân thấy Thanh Huyền không ra tay, cũng phải lo lắng. Lý Dục Thần nhìn Chu Lợi Quân một cái, toàn thân Chu Lợi Quân run lên, lập tức nổi da gà. Thanh Huyền đạo trưởng, không cần nhân từ với loại người này, đừng làm lỡ việc lớn của chúng ta, Hoàng Định Bang nhắc nhở nói. Thanh Huyền khẽ gật đầu, nhưng vẫn không tấn công. Ông ta khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, rồi lại nhìn Lý Dục Thần nói, cậu nhóc, cậu biết trong tay tôi là bùa gì không? Lý Dục Thần đúng là không biết thật, thủ pháp vẽ bùa các nhà có môn đạo riêng của mình, mỗi nhà cũng có cái tên riêng, có quỷ mới biết trong tay người khác là bùa gì. Thấy anh ngẩn người, Thanh Huyền cho rằng anh không hiểu bùa chú, tỏ ra đắc ý nói, đây là ngữ lôi phù đặc chế của núi Long Hổ. Nghĩ núi Long Hổ, nổi tiếng thiên hạ bằng chính pháp ngũ lôi. Một khi phát động ngũ lôi phù, thu hút thiên lôi, mặc cho cậu có cơ thể kim cương, cũng chắc chắn bị diệt. Ngũ lôi phù. Lý Dục Thần nghi hoặc nhìn bùa trong tay Thanh Huyền. Đương nhiên anh biết ngũ lôi phù, chính nhất thiên sư rất giỏi ngũ lôi chính pháp. Nhưng trên lá bùa này không hề có khí lôi điện, làm sao có thể thu hút thiên lôi. Chỉ là Thanh Huyền này nói có sách mách có chứng, nhìn tác phong của ông ta, tiên phong đạo. Cốt, đương nhiên người khác sẽ tin là thật. Thanh Huyền đạo trưởng, ông còn nhiều lời với cậu ta làm gì, lấy sấm sét tấn công cậu ta đi, Hoàng Định Bang nói. Thanh Huyền đạo trưởng lại nhìn ra cửa sổ một cái, chậm rãi giơ tay, bỗng nhiên, cổ tay run lên, bùa trong tay bốc cháy, hóa thành sao băng bay ra, biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ bỗng lóe lên ánh sáng chói mắt, một đường chớp điện bắn ra uốn lượn từ tầng mây phía xa, rơi lên trên mặt hồ. Cùng với tiếng vang xoẹt xoẹt, trong lòng mọi người vô cùng chấn hãi. Đây chính là uy lực của ngũ lôi phù sao? Trong phòng im lặng như tờ. Không có ai nghi ngờ lời của Thanh Huyền đạo trưởng, ông ta không ra tay với Lý Dục Thần, đúng là xuất phát từ suy nghĩ ông trời có đức hiếu sinh. Nếu đường sét vừa nãy không đánh lên mặt hồ, mà đánh về phía này, hậu quả không dám tưởng tượng. Thanh Huyền đạo trưởng đúng là lợi hại. Đã có người bắt đầu nịnh bợ. Cao nhân ngoại thế như này, ai không muốn xu nịnh, không muốn mời về nhà. Mọi người đều ngưỡng mộ Hoàng Định Bang. Tuy Hoàng Định Bang cũng coi là nhân vật lớn, nhưng thực lực của ông ta cũng chỉ bình thường trong chỗ người này, dựa vào cái gì ông ta có thể mời được cao nhân như vậy. Thanh Huyền đạo trưởng, vừa hay chỗ tôi thiếu một cố vấn văn hóa, không biết Thanh Huyền đạo trưởng có ý hướng không, muốn điều kiện gì, đạo trưởng cứ việc mở lời. Có người đào chân tường trước mặt Hoàng Định Bang. Thanh Huyền đứng ở đó, bày dáng vẻ bình thản. Hoàng Định Bang có vài phần đắc ý nói, đừng nghĩ nữa, Thanh Huyền đạo trưởng đâu phải kẻ ham vật chất, ông ra bao nhiêu tiền cũng vô ích. Chu Lợi Quân hơi thất vọng, sấm sét như vậy lại không đánh đến người Lý Dục Thần. Nhưng gã ta cũng mạnh dạn hơn không ít. Đã có Thanh Huyền đạo trưởng, bây giờ gã ta không sợ Lý Dục Thần. Thẩm Bình Nguyên cũng chấn kinh, ông ta là chủ nhân ở đây, đương nhiên có quyền hành sự, ông ta nghĩ, phải làm thế nào giữ đạo trưởng này ở lại thành phố cô mấy ngày, mấy vị nhà họ Thẩm muốn làm thân với ông ta. Nếu có thể có được sự hỗ trợ của núi Long Hổ, nhà họ Thẩm càng như hổ mọc thêm cánh. Tất cả mọi người đều có tâm tư như vậy, ngoại trừ Tiêu Thập Nương ở thành phố Tuyên. Tiêu Thập Nương chấn kinh, khó tránh thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Dù thế nào bà ta cũng không ngờ, bên cạnh Hoàng Định Bang có cao nhân như vậy. Vốn tưởng rằng Lý Dục Thần là con cháu y thánh, cũng có thể chữa khỏi bệnh của bố bà ta, nhưng Thanh Huyền vừa ra tay, đã cắt đứt suy nghĩ này của bà ta. Mặc dù Lý Dục Thần có thể chữa, có Hoàng Định Bang và Thanh Huyền ở giữa ngăn cản, anh cũng không chữa nổi. Duy chỉ có Lý Dục Thần trong lòng cười lạnh lùng. Anh có thể chắc chắn, đạo sấm sét ngoài cửa sổ vừa nãy không hề có liên quan gì đến lôi phù trong tay Thanh Huyền. Lá bùa của Thanh Huyền vô cùng bình thường, chú văn trên bùa rất ít linh lực, lúc ném ra, linh khí trời đất có thể thu hút cũng vô cùng có hạn. Loại bùa này,
ngay cả đuổi tà cũng khó khăn, huống hồ thu thiên lôi. Vậy tại sao còn gọi được đường sấm sét chứ? Ban đầu Lý Dục Thần cũng không hiểu, nhưng nghĩ lại mỗi chi tiết từ sau khi Thanh Huyền đứng lên, anh liền hiểu ra. Thanh Huyền vừa đứng lên thì lấy một lá bùa ra, làm ra vẻ muốn tấn công Lý Dục Thần, nhưng trần trừ không ra tay, mà ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ. Ông ta đang quan sát tình trạng mây ngoài cửa sổ. Người này, nhất định là đã học được thứ gì như kiểu thuật quan vân hoặc là thuật vấn lôi, có thể dựa theo sự thay đổi của mây, dự đoán lúc nào sẽ có sấm sét. Thực ra đây cũng không có gì khó, cho dù không chuyên học thuật quan vân, chỉ cần có lòng, quan sát nhiều, có thể tổng kết ra vài quy luật. Ông ta lấy thân phận đạo sĩ núi Long Hổ, lại nói rõ trước đặc điểm lôi phù của mình, sử dụng ngũ lôi chính pháp núi Long Hổ. Như vậy, mọi người đều kỳ vọng vào ông ta. Sau đó, ông ta chọn thời cơ thích hợp, ném bùa ra. Loại linh phù này chẳng là gì trong mắt Lý Dục Thần, nhưng vẫn rất thần kỳ trong mắt người bình thường. Linh phù vừa ném ra, sét giáng xuống, cảnh này thực sự khiến người ta chấn hãi. Vì trước đó đã trải đường sẵn, nên không có ai nghi ngờ đạo sét này không phải do Thanh Huyền gọi đến. Mọi người sớm đã quên hôm nay là ngày mưa gió. Đương nhiên, thuật quan vân dự đoán thời gian chấp điện thực sự tỷ lệ chuẩn xác không được cao, cho nên Thanh Huyền không dễ ra tay. Nhưng mặc dù ném bùa ra, chấp điện không lóe lên, ông ta cũng không sợ. Cho dù muộn 10 giây mới có sấm sét, cũng vẫn có thể nói là do ông A gọi đến. Vì mọi người sớm đã công nhận thân phận của ông ta. Nói thẳng ra, đây là một kẻ lừa đảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.